này thì các thầy các cô hãy quan tâm tới cái phần giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình ở trang 27 trở đi đây. Và cái phần này nó nằm ở trang 30 các thầy các cô ạ. Các thầy các cô có thể dở luôn đến trang 30 ở đây. Đây, thì các thầy các cô thấy là cái trang 30 này ở trong cái cuốn gì đấy, cuốn chương trình môn lịch sử và địa lý cấp tiểu học thì nó có một cái phần là thời lượng thực hiện chương trình. Đấy, thời lượng thực hiện chương trình. Thế thì lớp 4 chúng ta không quan tâm nữa, chúng ta hãy quan tâm đến lớp 5. Lớp 5 thì nó nằm ở đây các thầy các cô ạ. Đây các thầy các cô sẽ thấy này, toàn bộ là ở cái mạch gọi là, bởi vì chúng ta có hai cái không gian mà chúng ta sẽ gì đấy, chúng ta sẽ mở rộng và hoàn thiện nốt cho các bạn học sinh ở lớp 5 này, đó là lịch sử và địa lý của Việt Nam và lịch sử và địa lý của thế giới, đúng không? Thì chúng ta hãy quan tâm đến cái nội dung này. Chúng ta biết là cái thời lượng dành cho cái môn học này ở cấp tiểu học nó là 70 tiết, đúng không? Đấy, thế ở đây thì đối với lớp 5 thì nó có 6 cái mạch nội dung lớn ở đây. Thứ nhất đó là đất nước và con người Việt Nam, thứ hai là những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, thứ ba là xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam, thứ tư là các nước láng giềng, thứ năm là tìm hiểu thế giới và thứ sáu là chung tay xây dựng thế giới. Thì các thầy các cô sẽ thấy là 6 cái chủ đề lớn ở trong cái chương trình này nó tương ứng với 6 cái chủ đề lớn ở trong cái cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, đúng không? Từ chủ đề 1 đến chủ đề 6. Đấy. Như vậy chúng ta có 6 cái chủ đề như vậy. Thế thì ở đây thì các thầy các cô nhìn vào đây, các thầy các cô sẽ thấy là người ta không chia cho các thầy các cô rằng là ở trong cái mạch đất nước và con người Việt Nam này là có bao nhiêu bài và cái bài này thì là bao nhiêu phần trăm thời lượng thì người ta không chia như vậy, đúng không? Mà ở trong cái chương trình này thì nó quy định rằng là gì đấy ạ? Cái thời lượng dạy học dành cho mỗi cái mạch nội dung lớn này là bao nhiêu phần trăm. Nhưng cái cách quy định này nó cũng rất là tương đối và cái cách quy định này thì nó thể hiện cái tính chương trình ở đây. Đấy. Thế thì trước khi bắt đầu những cái nội dung rất là cụ thể thì tôi muốn bắt đầu với các thầy các cô hãy quan tâm cho tôi ở cái phần gọi là đánh giá định kỳ, đúng không? Đánh giá định kỳ ở đây thì các thầy các cô thấy rằng là cả lớp 4, lớp 5 mình đối với môn lịch sử và địa lý và đối với nhiều cái môn học khác ấy, thì nó đều dành khoảng 10% thời lượng, tổng thời lượng chương trình dành cho gì đấy, đánh giá định kỳ, đúng không? Tức là đánh giá của kỳ 1 này, đánh giá của kỳ 2, đấy, 10%. Thế thì 10% này tương ứng với bao nhiêu tiết? Thì chúng ta sẽ lấy 10% này chúng ta nhân với tổng cái thời lượng của cái môn học này ở cả lớp 5 là gì đấy ạ? 70 tiết. Như vậy các thầy các cô sẽ thấy rằng 10% nhân với 70 có nghĩa là gì đấy? 7 tiết đánh giá định kỳ. 7, 7 tiết dành cho là cái thời lượng dành cho đánh giá định kỳ. Thế nhưng mà ở tiểu học thì chúng ta có một cái thông tư đánh giá rất là riêng cho cấp tiểu học rồi. Và ở đó thì nó có quy định rất là cụ thể là đối với môn lịch sử và địa lý này thì chúng ta chỉ có 2 bài kiểm tra đánh giá định kỳ thôi, đúng không? Đấy là một bài kiểm tra đánh giá định kỳ của kỳ 1, một bài kiểm tra đánh giá định kỳ của kỳ 2, phải không ạ? Như vậy thì nếu cùng lắm các thầy các cô sẽ sử dụng khoảng gì đấy, khoảng 2 tiết cho đánh giá định kỳ. Đấy, như vậy thì các thầy các cô sẽ thấy là trong chương trình quy định cho chúng ta tới 7 7 tiết để kiểm tra đánh giá định kỳ, đúng không? Thế nhưng mà các thầy các cô có sử dụng hết 7 tiết này hay không? Thì theo tôi là chúng ta không, bởi vì chúng ta có một cái thông tư đánh giá cấp tiểu học rồi. Cái thông tư đấy đã quy định rất là cụ thể là đối với môn lịch sử và địa lý này thì chúng ta có 2 bài kiểm tra đánh giá định kỳ. Như vậy các thầy các cô cũng chỉ nên sử dụng 2 cái gì đấy, 2 cái tiết để kiểm tra định kỳ thôi. Khi các thầy các cô sử dụng 2 cái tiết kiểm tra định kỳ theo đúng quy định của thông tư đánh giá của dành cho cấp tiểu học như vậy thì chúng ta lấy 7 trừ đi 2 chúng ta còn 5 tiết, đúng không? Vậy có 5 tiết vậy thì các thầy các cô sẽ đặt câu hỏi rằng là 5 tiết này mình sử dụng để làm gì, phải không? Mình không kiểm tra đánh giá định kỳ thì 5 tiết này mình làm gì? Thì thưa các thầy các cô là trong cái cuốn sách giáo khoa của chúng tôi ấy, chúng tôi có sắp xếp cho các thầy các cô 2 bài ôn tập, 2 bài ôn tập, 2 bài ôn tập. Một cái bài ôn tập ở gì đấy, một bài ôn tập ở khoảng giữa giữa sách, tức là nó tương ứng với lại kết thúc, gần kết thúc kỳ 1. Một cái bài ôn tập cuối cùng đấy là kết thúc năm học, kết thúc kỳ 2. Đấy, thế thì cái 5 tiết còn lại của đánh giá định kỳ theo chúng tôi các thầy các cô nên dùng nó để sử dụng cho các cái bài ôn tập đấy. Thì chúng ta có 5 tiết thì tôi nghĩ thế này, ví dụ như là ở gì đấy, ở kỳ 1 ấy thì chúng ta vì chúng ta chỉ học một nửa thôi đúng không? Đấy thì kỳ 1 có lẽ là chúng ta có thể dành khoảng 2 tiết cho gì, cho ôn tập của cái bài ôn tập của kỳ 1. Thế còn kỳ 2 chúng ta phải ôn tập cho cả năm học thì các thầy các cô có thể dành 3 tiết cho cái bài ôn tập đó. Đấy, ví dụ như vậy. Như vậy là gì đấy? 7 tiết của đánh giá định kỳ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Một là gì đấy? Chúng ta sử dụng 2 tiết vào kiểm tra đánh giá định kỳ theo đúng quy định của thông tư đánh giá của cấp tiểu học, đúng không? Và còn lại 5 tiết thì các thầy các cô dùng 5 cái tiết đó để các thầy tổ các cô tổ chức ôn tập cho các con ở 2 cái bài ôn tập theo cái sách của chúng tôi như vậy. Thế có một số câu hỏi các thầy các cô sẽ đặt ra là gì đấy? Vậy thì chúng ta có quá nhiều cái thời lượng để kiểm tra định kỳ hay thời lượng để ôn tập như vậy, vậy thì chúng ta có dùng cái tiết này để dạy kiến thức mới hay không?
Thì theo tôi thế này, về nguyên tắc nhé, quy định thì chúng ta không dùng cái nội dung này. Cái nội dung này chúng ta chỉ dùng để phục vụ cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ, có thể là kiểm tra, có thể là ôn tập để gì đấy dẫn đến kiểm tra đánh giá định kỳ. Chứ chúng ta cũng không không gì đấy, không chúng ta cũng không nên là gì đấy sử dụng cái này để dạy cái kiến thức mới, vì nó kiến thức mới ở mỗi mạch nội dung thì nó đã có quy định rồi. Trong những cái trường hợp mà gì đấy về mặt lý thuyết khi các thầy các cô xây dựng kế hoạch thì nó nên là như vậy. Thế nhưng trong thực tiễn thì có thể có những mạch nội dung nó khó với các bạn chẳng hạn, thì trong thực tiễn dạy học có thể chúng ta đôi khi chúng ta du di một chút đấy. Nhưng mà theo tôi về mặt lý thuyết xây dựng kế hoạch dạy học thì các thầy các cô nên để cái 10%, tức là 7 tiết này dành cho ôn tập và kiểm tra đánh giá định kỳ, không sử dụng nó ở trong các cái bài gì đấy, trong các cái bài dạy kiến thức mới. Thì đấy là đối với 10%. Bây giờ chúng ta sẽ còn 6 chủ đề lại, chúng ta còn 90% tổng thời lượng, đúng không? 90% tổng thời lượng tức là chúng ta sẽ có 63 tiết để chúng ta dạy các cái nội dung, các cái bài hình thành kiến thức mới ở đây. Đấy. Thế thì 63 tiết này thì nó tương ứng với 6 chủ đề. Vậy thì và trong cuốn sách này của chúng tôi thì chúng tôi có kết cấu nó thành tổng cộng thành 28 bài, trừ đi hai bài ôn tập còn 26 bài hình thành kiến thức mới, đúng không? Như vậy thì một câu hỏi đặt ra là vậy thì 60 gì đấy, 63 cái tiết còn lại để dạy kiến thức mới này mình có chia đều cho 26 bài ở trong sách hay không? Thì theo tôi nhé, và cái này cũng là quan điểm, nên là chúng ta không thể chia đều được. Vì sao? Bởi vì là cái yêu cầu cần đạt của mỗi một bài học, mỗi một chủ đề nó nhiều ít khác nhau, cho nên chúng ta không chia bình quân được, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta căn cứ cái gì để chúng ta chia từng chủ đề, từng bài học như vậy? Thế thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái thời lượng mà được quy định ở trong cái chương trình ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên. Tôi lấy một cái chủ đề đầu tiên để tôi ví dụ cụ thể để cho các thầy các cô hình dung nhé. Đó là cái bài gì đấy, chủ đề về đất nước con người Việt Nam. Chủ đề này thì trong chương trình quy định là sẽ dùng khoảng 16% tổng thời lượng này để dạy cho cái chủ đề đất nước và con người Việt Nam này. Thế thì 16% này mà chúng ta nhân với 70 tiết thì chúng ta sẽ thấy là 16% mà nhân 70 thì nó là 10 11,2 tiết, đúng không ạ? Thế nhưng mà về nguyên tắc khi dạy học thì chúng ta không nên để là 11,2, 11,3 hay 11,5 cả. Chúng ta nên làm tròn, không nên là để số thập phân như vậy. Thế thì khi mà chúng ta làm tròn như vậy thì theo cái nguyên tắc làm tròn số thập phân á, thì là gì? 11,2 như vậy thì lý tưởng nhất là chúng ta làm tròn xuống, đúng không? Vì nó nhỏ hơn 5. Đúng không? Thế thì chúng ta làm tròn xuống còn 11 tiết, đúng không? 11 tiết. Như vậy đối với cái chủ đề một đất nước và con người Việt Nam này chúng ta có thể gì đấy dạy trong gì đấy 11 tiết. 11 tiết. Một số thầy cô có thể hỏi rằng là à vậy thì cái chủ đề này là nếu mà 11 tiết mà tôi cảm thấy rằng là gì đấy ạ? Nó quá nhiều, tôi không cần dạy hết 11 tiết này thì tôi dạy 10 tiết có được hay không, hay là tôi dạy 7 tiết, tôi dạy 8 tiết có được hay không, hay là có một số thầy cô sẽ nói rằng là à, cái chủ đề này nó quá nặng đối với học sinh và tôi không thể dạy trong 11 tiết, vậy tôi dạy 12, 13, 14 tiết có được hay không. Đấy, thì về nguyên tắc là gì, các thầy các cô có thể điều chỉnh gì đấy ở một mức độ nhất định, chứ không phải chúng ta không điều chỉnh tùy tiện, mà các thầy các cô có thể điều chỉnh ở mức độ nhất định cái tổng thời lượng của gì đấy của số tiết của một chủ đề. À, vậy thì cái mức độ mà chúng ta đề cập đến ở đây là cái gì? Thì các thầy các cô biết rồi là trong chương trình này, đây là nó một cái thì tính mở của chương trình ấy, tức là nó quy định thời lượng không phải là fix cứng là à cái chủ đề này chỉ được dạy 11 tiết, mà nó quy định là chúng ta có thể dạy khoảng 16% thời lượng. Đấy, thế thì đối với mỗi một cái chủ đề này nếu các thầy các cô muốn điều chỉnh nhé, nếu muốn điều chỉnh thôi. Đấy thì các thầy các cô có thể du di cộng trừ 1, cộng trừ 1. Vì sao chúng ta có thể làm trong cái cận cộng trừ 1 để nó không bị ảnh hưởng nhiều lắm? Vì là gì đấy ạ? Cái nguyên tắc làm tròn số thập phân có thể cô biết rồi, bởi vì là cái mà chúng ta làm tròn số 11 nó cũng chỉ là tương đối thôi, đúng không? Đấy thì mình có thể là gì đấy? Nếu mà mình cảm thấy là gì đấy, cái chủ đề này nó khó, mình cần dạy nhiều hơn một tiết thì mình có thể tăng lên 12 tiết. Hoặc là mình thấy là mình không cần sử dụng hết 11 tiết thì mình có thể dạy 10 tiết cũng được. Đấy. Nhưng khi các thầy các cô giảm ở đây một tiết hoặc các thầy các cô tăng ở đây một tiết thì có nghĩa rằng là gì đấy? Nếu nó dư ra một tiết thì các thầy các cô phải dùng một cái tiết đấy để dạy cho một cái chủ đề khác. Tức là nếu các thầy các cô thấy chủ đề nào nó khó, nó cần nhiều thời lượng thì các thầy cô có thể bù cho nó. Còn nếu mà ví dụ các thầy các cô đã tăng cái chủ đề này lên một tiết thì ở một chủ đề nào đấy các thầy các cô buộc phải bớt đi một tiết để làm sao mà tổng thời lượng dành cho các cái chủ đề này của chúng ta nó không quá 90% tổng thời lượng. Đấy. Các thầy các cô không thể làm tức là tăng lên 2 tiết 3 tiết, bởi vì thế nào, bởi vì là cái biên độ
khoảng của số thập phân các thầy các cô không thể khoảng một cách nó lớn như thế được, đúng không ạ? Đấy thì nếu mà các thầy các cô ví dụ nó quy định là 11 tiết, đúng không? Khi chúng ta làm nhân lên chúng ta làm tròn theo nguyên tắc số thập phân như vậy thì các thầy các cô có thể du di cộng trừ 1 trong biên độ cho phép. Nhưng khi các thầy các cô tăng lên, các thầy các cô giảm xuống thì ở những chỗ khác các thầy các cô tương tự như vậy, các thầy các cô phải cũng phải tăng lên giảm đi để cho tổng cái thời lượng nó không vượt quá 90% hay là không vượt quá 63 tiết, đúng không ạ? Đấy thì đấy là thứ nhất là với thời lượng của một chủ tổng thời lượng của một chủ đề là như vậy, là chúng ta căn cứ vào chương trình và chúng ta có thể du di ở mức độ nhất định là gì đấy, cái biên độ như tôi nói là gì, cộng trừ một ở đây đấy, nhưng không thể du di quá lên, giảm quá nhiều và tăng lên quá nhiều, bởi vì là cái nguyên tắc làm tròn số thập phân, cái khoảng của chúng ta không thể du di lớn như vậy đấy. Thế thì đấy là gì, tổng thời lượng của một chủ đề chúng ta từ chương trình chúng ta nhân ra như vậy. Hay là tương tự như thế thì đến cái mạch gọi là những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, đúng không, thì cái mạch này chúng ta có 10%, thì cái mạch này chúng ta sẽ dạy khoảng 7 tiết đấy. Hay là ví dụ cái mạch xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam nó nhiều nhất, chiếm tới 34%, 34% thì cái này nó phải từ 7, 3, 21, tức là nó phải hơn 20 tiết ở trong cái chủ đề này, đúng không đấy. Hay là ví dụ như là các nước láng giềng là 10 tiết thì là khoảng tương ứng với khoảng 7 tiết, đúng không? Rồi tìm hiểu thế giới là 14% thì nó cũng khoảng 4728, nó khoảng 10 tiết, đúng không? Chúng ta làm tròn số thập phân được 9,8 thì có thể làm tròn đến 10. Chúng ta xây dựng thế giới là 6% thì có thể bài này là 7642 thì chúng ta có thể dạy 4 tiết. Đấy, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tính tổng thời lượng cho một chủ đề và chúng ta có thể du di điều chỉnh trong cái điều kiện là cho phép. Tức là cộng trừ một trong mỗi chủ đề. Đấy là như thế. Đấy là thứ nhất. Thế bây giờ khi mà chúng ta đã biết là tổng thời lượng một chủ đề chúng ta được dạy trong bao nhiêu tiết như vậy, thì chúng ta sẽ chia vào các cái bài học như thế nào. Thì ở đây mình sử dụng cuốn sách nào thì mình xem là chủ đề này đối với trong cuốn sách này thì người ta thiết kế thành 3 bài học, 4 bài học, thì mình lúc đó mình sẽ cân đối thời lượng là với cái 11 tiết này tôi chia cho ví dụ 3 bài học thì như thế nào, 4 bài học thì như thế nào, phải không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái mục lục của cuốn sách này ra để tôi thì đấy tôi cho các thầy các cô hình dung là từ cái chủ đề đầu tiên là đất nước và con người Việt Nam như vậy thì mới 11 tiết như vậy chúng ta chia cho các cái bài như thế nào. Tôi sẽ quay trở lại cái slide nha, để nó có cái mục lục. Để có cái mục lục sách để hướng dẫn các thầy các cô nhé, một chút nhé. Không biết là cái này nó có không? Nó không có. Em cho chị cái slide trước một chút. Cái file khác. Cái này. Có một cái file khác. Nó có cái bộ sách này. Đấy. Chị dùng một lúc. Em quay trở lại. Các thầy các cô đợi một chút. Tôi muốn chiếu cái mục lục sách để hướng dẫn các thầy các cô đây. Đây ạ, các thầy các cô nhìn cái mục lục sách của chúng tôi ở đây nhé. Đấy, trong cái cấu trúc sách của chúng ta đây. Đây, chúng ta có mục lục sách đây, đúng không? Đấy thì có 6 chủ đề, như lúc nãy tôi lấy ở trong chương trình ra các thầy các cô, 6 chủ đề này tương ứng với 6 cái mạch nội dung rất là lớn của chương trình. Chúng ta không bàn đến cái chương trình đây. Bây giờ cái chủ đề 1, đúng không? Chủ đề 1 lúc nãy chúng ta có là chương trình quy định là 16% thời lượng. 16% này chúng ta nhân rồi thì chúng ta có tổng là khoảng 11 tiết, đúng không? 11 tiết thì trong cái cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý của Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống này thì nó chia thành 4 bài. Đấy, 4 bài. Thế thì một câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta có chia đều 11 tiết cho 4 bài này không? Thì tôi nói rồi là chúng ta không thể chia đều như vậy được. Thế vậy căn cứ nào để chúng ta phân phối thời lượng ở đây? Thì chúng ta căn cứ vào cái yêu cầu cần đạt của từng cái bài học này để chúng ta lựa theo số tiết ở đấy. Thì khi các thầy các cô nhìn vào cái yêu cầu cần đạt này thì các thầy các cô xem là vậy thì trong 11 tiết đấy thì mình nên dùng bao nhiêu tiết cho bài 1, bao nhiêu tiết cho bài 2, bao nhiêu tiết cho bài 3, bao nhiêu tiết cho bài 4. Thế thì ở đây ấy, thì nó có một cái là trên cơ sở căn cứ và cái yêu cầu cần đạt khi mà chúng tôi biên soạn sách ấy, thì 11 tiết này, 11 tiết của chủ đề 1 này chúng tôi đã chia như thế này. Cái bài 1 ấy, thì chúng tôi chia là 2 tiết của bài 1 ạ. Bài 2 là cái bài thiên nhiên Việt Nam, là cái bài mà yêu cầu cần đạt nó rất là nhiều. Và vì như vậy nên chúng tôi để là tổng thời lượng của bài này là 4 tiết ạ. Bài thứ 3 đó là bài biển đảo Việt Nam thì chúng tôi để bài này là 3 tiết ạ. Và bài thứ 4 là bài dân cư và dân tộc Việt Nam là 2 tiết. Như vậy các thầy các cô sẽ thấy là bài 1 là 2 tiết này, bài 2 là 4 tiết này,
Bài 3 là 3 tiết này và bài 4 là 2 tiết. Và như vậy tổng thời lượng của cái chủ đề này nhóm tác giả khi mà gợi ý giữa thầy các cô đó là 11 tiết. Đúng không ạ? 11 tiết. Chúng tôi chia như thế này là chúng tôi có cái cơ sở để chúng tôi chia, chứ không phải chúng tôi gọi là gì để chia một cách vu vơ. Lúc khi mà chúng tôi biên soạn thì chúng tôi đã dựa vào cái yêu cầu cần đạt của từng cái chủ đề này. Và chúng tôi thấy rằng là với cái yêu cầu cần đạt với một cái nội dung kiến thức như vậy thì là gì đấy, dạy trong một cái khoảng thời lượng như vậy là đảm bảo. Và vì như vậy cho nên chúng tôi đã chia là bài 1 2 tiết, bài 2 4 tiết, bài 3 3 tiết và bài 4 2 tiết. Đấy, và tổng là 11 tiết. Đấy. Thì đấy là gợi ý của nhóm tác giả cho các thầy các cô. Và nếu các thầy các cô thấy rằng là gì đấy, cái chia như vậy nó phù hợp thì các thầy các cô sử dụng luôn trong cái cách phân phối của thầy các cô. Có một câu hỏi đặt ra là vậy giữa các cái bài, thời lượng của các cái bài này các thầy các cô có thể điều chỉnh được không? Có thể tăng nó, tăng lên, có thể giảm xuống được hay không? Thì thưa các thầy các cô là hoàn toàn có thể được, hoàn toàn có thể được. Ví dụ như là bài 1 các thầy các cô thấy rằng là các thầy các cô bảo là gì đấy, nếu mà dạy 2 tiết các thầy các cô không dạy được 2 tiết, các thầy các cô cần phải 3 tiết các thầy các cô mới hoàn thành xong bài này. Thì các thầy các cô có được điều chỉnh lên 3 tiết hay không? Thì thưa các thầy cô là hoàn toàn được các thầy các cô. Nhưng khi các thầy các cô đã điều chỉnh cái bài 1 này lên 3 tiết đúng không? Đấy, thì so với cái gợi ý của nhóm tác giả của chúng tôi là bài này nó cộng thêm 1 tiết rồi. Như vậy thì có nghĩa rằng là hoặc là bài 2, hoặc bài 3, hoặc bài 4, các thầy các cô phải giảm đi 1 tiết. Đúng không ạ? Giảm đi 1 tiết. Đấy, mình phải cân đối để mình giảm 1 tiết. Làm thế nào đó để tổng cái thời lượng của chủ đề này nó không vượt quá 11 tiết. Không vượt quá 11 tiết. Đấy. Tức là thời lượng giữa các cái bài học này, gợi ý của nhóm tác giả cho các thầy các cô trong các tài liệu mà các thầy các cô có, các thầy các cô hoàn toàn có thể điều chỉnh tăng lên hoặc giảm xuống cho nó phù hợp với điều kiện dạy học ở thực tiễn của trường các thầy các cô. Nhưng mà khi các thầy các cô điều chỉnh tăng lên giảm xuống như vậy, làm sao đó để tổng thời lượng của cả cái chủ đề này nó không vượt quá cái tổng thời lượng được quy định ở trong chương trình. Đấy. Ví dụ như là chúng ta tính toán ra ở đây là cái chủ đề 1 này chỉ được 11 tiết thôi. Đấy. Thì nhóm tác giả gợi ý là 2, 4, 3, 2, ví dụ số lượng chia tiết như vậy. Các thầy các cô hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này, hoặc các thầy các cô hoàn toàn có thể là gì chia theo cách của các thầy các cô. Nhưng làm thế nào đó để tổng thời lượng của 4 cái bài học này nó không vượt quá 11 tiết là được. Đấy là như vậy. Như vậy thì tương tự như vậy đối với chủ đề 2, đối với chủ đề 3, đối với chủ đề 4, đối với chủ đề 5 và chủ đề 6, các cái bài học trong các cái chủ đề này, các thầy các cô hoàn toàn có thể áp dụng cái cách này để các thầy các cô chia gì đây? Chia bài học ở đây. Đấy. Chia phân phối thời lượng ở đây theo cái nguyên tắc như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng thế này, đây là cái cách mà chúng tôi nói với các thầy các cô để làm thế nào để các thầy các cô có thể gì đấy, tự mình xây dựng kế hoạch mà nó không bị phụ thuộc vào bất cứ một cái định hướng nào cả. Thế nhưng mà theo tôi ấy, là năm đầu tiên khi các thầy các cô mới bắt đầu dạy cái lần đầu tiên, năm đầu tiên đối với sách lớp 5 này, thì tôi nghĩ rằng là các thầy các cô nên tham khảo cái cách chia tiết của nhóm tác giả. Đấy, và sau khi mà các thầy các cô xem lại toàn bộ cái chi tiết của nhóm tác giả đối với các bài học như vậy, thì các thầy các cô nhìn nó lại yêu cầu cần đạt với lại cái đặc thù rồi trình độ năng lực của học sinh của mình, các thầy các cô có thể vi chỉnh một số cái bài học trong đó. Chứ theo tôi thì các thầy các cô không nên gì đấy, các thầy các cô cũng không nên gì đấy thay đổi nó hoàn toàn làm theo một cái cách, tức là chi tiết theo tự các thầy các cô chia như vậy. Bởi vì là khi mà chúng tôi chi tiết như vậy thì chúng tôi cũng đã lượng hóa cái lượng kiến thức và cái yêu cầu cần đạt ở trong mỗi chủ đề này để hình dung nó là các thầy các cô cần bao nhiêu thời lượng để các thầy các cô dạy. Chúng tôi cũng đã tính toán rất là kỹ rồi, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là khi mà áp dụng vào thực tiễn nó cũng có những cái vừa vặn nhất định. Có thể là không phải tất cả các địa phương, nhưng nhìn chung ấy là đại trà thì có thể như vậy. Thế cho nên là khi mà các thầy các cô gì đấy, năm nay khi mình xây dựng kế hoạch dạy học phân phối thời lượng ấy, thì theo tôi thì các thầy các cô cứ căn cứ vào những cái tài liệu mà của nhóm tác giả đã gợi ý cho các thầy các cô, và các thầy các cô có thể vi chỉnh nó, tức là có thể điều chỉnh nhỏ ở một cái nào đó để cho nó phù hợp với trường của thầy các cô. Thế còn nếu các thầy các cô thấy là nó hoàn toàn phù hợp với trường của mình rồi thì mình không điều chỉnh cũng không sao cả. Đấy. Thế thì mình thực hiện xong một năm rồi, thì sau khi một năm xong rồi thì mình thấy là với đối tượng học sinh của trường mình nó như thế này, đặc thù của địa phương mình nó như thế này, thì là gì đấy, một số cái bài nếu mà dạy như thế này thì nó khó hoặc nó dễ quá, thì mình có thể điều chỉnh cái thời lượng ở đấy. Khi mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi là như vậy. Đấy, thì tôi nghĩ như vậy. Thì đấy là cái tôi lấy một cái chủ đề để tôi minh họa cho các thầy các cô cái cách mà nhóm tác giả thì đấy định lượng hóa cái thời lượng số tiết dành cho các cái bài học ở trong này.
Đấy. Thế còn tổng cái thời lượng của từng bài học một thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch rất là cụ thể ở trong cái phân phối thời lượng trong tài liệu tập huấn rồi. Các thầy các cô hoàn toàn có thể sử dụng cái tài liệu đó hoặc trong sách giáo viên từng bài học đã làm rồi. Đấy. Thế thì các thầy các cô có thể thì đấy, dựa vào cái đó các thầy các cô làm nhé. Đấy, còn phương pháp của chúng ta là như vậy. Thì đấy là cái nội dung đầu tiên mà tôi muốn trao đổi với thầy các cô trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu các thầy các cô vẫn còn băn khoăn chưa rõ về cái nội dung gọi là xây dựng kế hoạch dạy học cho môn học này, các thầy các cô có thể nhắn tin vào hộp chat ạ. Tôi nhìn thấy tin nhắn của các thầy các cô thì tôi cũng sẽ trả lời tin nhắn của các thầy các cô ở đây ạ. Nếu mà các thầy các cô và nếu các thầy các cô mà chưa rõ thì các thầy các cô có thể gõ gõ câu hỏi vào hộp chat về cái nội dung mà tôi đã trình bày với thầy các cô, và thậm chí là kể cả cái nội dung mà cô Giang trình bày với thầy các cô sáng nay, nếu các thầy các cô cảm thấy là cô không đủ thời gian để các thầy các cô trao đổi thì các thầy các cô có thể tiếp tục đặt câu hỏi để tôi có thể thay mặt nhóm tác giả để giải quyết để trả lời câu hỏi của thầy các cô ạ. Thì đấy là cái nội dung đấy là cái điểm thứ nhất, đó là cái nội dung mà cái cách các thầy các cô xây dựng cái phân phối chương trình. Và một số thầy cô ở đây nói rằng là cho xin file phân phối chương trình. Thế thì ở đây nhé, thì các cô đã có thể cô, bởi vì tôi chắc chắn rằng là trong cái tài liệu tập huấn trong đó có một cái phần là phân phối chương trình cái đó để ở trong cái tài liệu đó, còn nếu không ấy thì các thầy sẽ giáo viên đấy. Trong khi mà chúng tôi cô xây dựng kế hoạch của các bài dạy ấy, thì chúng tôi cũng đã gì đấy ví dụ ở đây thì tôi có nói với các thầy các cô một số cái lưu ý đối với các cái bài học lịch sử ở trong sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ Kết nối trí thức với cuộc sống. Thế thì trước khi mà tôi nói cái nội dung này ấy, thì tôi muốn nói với thầy các cô thế này, tức là cái môn lịch sử và địa lý của cấp tiểu học ở trong chương trình 2018 này, một cái điểm nó rất là khác biệt so với chương trình hiện hành của thầy các cô ấy, đó là về mặt cơ, tức là nhìn về mặt cấu trúc sách nhé, thì các thầy các cô sẽ thấy là nó không còn hai cái phần là phần 1 là phần lịch sử này, phần 2 là phần địa lý. Vì sao như vậy? Bởi vì là cái tính tính tích hợp ấy, giữa lịch sử và địa lý ở trong cái lớp 4, lớp 5 này này nó cao hơn và nó gì đấy, nó ở mức độ cao hơn, nhuần nhuyễn hơn so với cái sách hiện hành các thầy các cô đang sử dụng. Và ở trong cái chương trình mới này ấy, thì là gì đấy, nó chú trọng đến cái gọi là tích hợp liên môn, tức là có những cái nội dung giữa lịch sử địa lý mà có thể tích hợp với nhau trong những bài học cụ thể thì người ta cố gắng người ta tích hợp là như vậy. Cho nên là cái mức độ tích hợp liên môn ở trong cái cuốn sách này nó rất là lớn. Nên chúng ta không còn cái ranh giới giữa gọi là lịch sử và địa lý nữa. Đấy là như vậy. Và vì như vậy cho nên các thầy các cô cũng thấy là cái logic sắp xếp về mạch nội dung ấy, cái này ở lớp 4 tôi cũng nói rồi. Và ví dụ như là lớp đến lớp 5 này các thầy các cô cũng thấy nó hình dung nó có một cái logic rất là thống nhất từ lớp 4 đến lớp 5. Đó là gì? Khi mà chúng ta đã tích hợp nhuần nhuyễn giữa lịch sử và địa lý, không còn phân là phần một, phần này là phần lịch sử, phần này là phần địa lý nữa, thì là gì, nó buộc phải gì đấy, nó buộc phải gì đấy, nó buộc phải lựa chọn một cái cách tiếp cận hoặc là một cái cách sắp xếp mạch nội dung để cho nó phù hợp đấy. Một phù hợp đấy là cái gì đấy, thì như lớp 4 tôi đã nói với thầy các cô rồi, đó là một cái trật tự, đó là một cái logic, đó là sự mở rộng dần về không gian, sự mở rộng dần về không gian. Chúng ta dùng cái không gian địa lý từ gần đến xa đấy để chúng ta sắp xếp các mảnh nội dung cho nó phù hợp. Cho nên ở ví dụ ở lớp 4 các thầy các cô thấy này, chúng ta có một cái không gian màu cam này này, đó là địa phương và các vùng miền của Việt Nam. Chúng ta đã dạy lịch sử và địa lý của địa phương mình này và của các cái vùng miền Việt Nam rồi. Đấy là hoàn toàn lớp 4 chúng ta làm cái chuyện đó rồi. Đến lớp 5 thì có hai cái không gian chúng ta sẽ phải làm nốt ở đây, đó là đất nước Việt Nam và thế giới. Và như tôi nói là bởi vì cái tính tích hợp liên môn giữa lịch sử và địa lý nó rất là nhuần nhuyễn ở trong cái cuốn sách này, cho nên là các thầy các cô sẽ thấy rằng là
nó sẽ gì đấy, khi mà dạy về đất nước Việt Nam thì người ta sẽ nói luôn về về gì đấy, về cả lịch sử, về cả địa lý của đất nước Việt Nam, hay là dạy về thế giới thì người ta cũng sẽ nói về lịch sử và địa lý của thế giới. Thì trước đây ví dụ trong chương trình hiện hành chẳng hạn nhé, thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là gì đấy ạ, cái phần lịch sử thì nó gì đấy, phần lịch sử của dân tộc Việt Nam ấy, thì là nó gì đấy, nó dạy suốt từ lớp 4 cho lên lớp 5. Lớp 4 là dạy đến 1858 đúng không? Và lớp 5 là dạy sau 1858 đến ngày nay. Đấy là chương trình cũ mình làm đấy. Nhưng mà cái trong cái chương trình mới thì toàn bộ cái lịch sử dân tộc thì nó không được dạy ở lớp 4. Vì sao? Bởi vì cái không gian lúc đấy, không gian Việt Nam ấy nó chưa mở rộng đến đến lớp 5 mới làm như vậy, cho nên là lịch sử của dân tộc nó gói ghém trong toàn bộ lớp 5 này. Và nếu các thầy các cô nhìn vào sách giáo khoa của cái bộ kết nối tri thức với cuộc sống này, các thầy các cô sẽ thấy là cái lịch sử và địa lý của đất nước Việt Nam thì nó nằm trong chủ đề 1 này, chủ đề 2, chủ đề 3. Ba cái chủ đề đấy là giải quyết cái không gian thứ hai của chúng ta ở đây, đó là lịch sử và địa lý của đất nước Việt Nam. Thế đến cái chủ đề 4, chủ đề 5, chủ đề 6 là chúng ta giải quyết cái câu chuyện của gì đấy, lịch sử và địa lý của thế giới. Thế cho nên là về về vì cái cách tiếp cận như vậy, cho nên cái cách sắp xếp về mặt nội dung ấy thì là gì đấy, nó cũng có cái sự khác biệt so với cái chương trình hiện hành mà các thầy các cô làm. Đấy. Tôi nói một cái điểm như vậy để chúng ta, trong ý niệm của chúng ta ở đây chúng ta dạy một môn học, thì chúng ta không dạy một cái môn học mà gồm hai phần, phần lịch sử và phần địa lý, mà gì đấy, cái trật tự logic của các bài học nó cứ theo tuần tự, theo và nó theo cái sự mở rộng dần về không gian như vậy thôi. Đấy. Thế thì cho nên là, nhưng mà ở trong những cái không gian như vậy thì nó vẫn có những cái bài học mà các thầy các cô thấy là gì đấy, toàn bộ cái nội dung của bài học đấy nó thiên toàn bộ về lịch sử, hoặc có những cái bài học nó chỉ có về địa lý thôi. Đấy. Thế nhưng những cái mảnh ghép của các bài học vào đấy thì nó làm hoàn thiện một cái không gian, đó là lịch sử và địa lý của đất nước Việt Nam. Đấy. Thế thì nói như vậy để các thầy các cô hình dung rằng là chúng ta không có hai cái phần, là phần một là phần lịch sử, phần địa lý. Ở đây chúng tôi muốn tách thành những cái nội dung như vậy để gì đấy, để lựa chọn ra những cái bài nó thiên về địa lý hoặc thiên về lịch sử để cho các thầy các cô hình dung rõ hơn về cái gì đấy, về cái cách thức dạy những cái bài học kiểu như vậy như thế nào mà thôi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung ở đây. Thế thì tôi có một cái tổng kết về những cái nội dung lịch sử ở trong cái cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý của chúng ta ở đây. Thứ nhất ý, là về mặt số lượng các cái bài học lịch sử nó chỉ có tri thức lịch sử ở đây thôi, là tổng số lượng bài học đấy là 12 bài. 12 bài. Thì bắt đầu ví dụ như cái bài bắt đầu bài đầu tiên đấy là bài nhà nước Văn Lang Ô Lạc đấy. Còn biển đảo Việt Nam thực ra là bài tích hợp đấy. Nhà nước Văn Lang Ô Lạc này, rồi đến Phù Nam này, đến Champa này, rồi đến Triều Lý, đến Triều Trần, đến Khởi nghĩa Lam Sơn Hậu Lê, đến Triều Nguyễn, đến Cách mạng tháng 8, đến Điện Biên Phủ, rồi là chiến dịch Hồ Chí Minh và đổi mới. Đấy, thì nó tổng khoảng 12 bài như vậy. Nội dung của 12 bài học này nó nằm trong, nó gói ghém ở trong hai cái chủ đề của chúng ta ở đây, là chủ đề số 2 và chủ đề số 3. Toàn bộ cái nội dung của lịch sử dân tộc gần 3.000 năm thì nó nằm trong chủ đề 2 và chủ đề 3 này. Đấy. Thế thì ở đây các thầy các cô nhìn ở trên slide, các thầy các cô sẽ thấy rằng là có những cái nội dung mà chúng tôi bôi đỏ ở đây, đúng không? Đấy, ví dụ như là trong chủ đề 2 thì có hai cái nội dung mà chúng tôi bôi đỏ là Phù Nam và Champa. Thì đây là hai cái nội dung mà nó khác biệt so với cái chương trình hiện hành của thầy các cô. Tức là trong chương trình hiện hành mà các thầy các cô đã dạy nhiều năm rồi thì nó không có hai cái bài học dạy về hai cái nhà nước này. Đấy. Và ở chủ đề 3 thì nó có một cái nội dung mà tôi cũng bôi đỏ ở đây, đó là đất nước đổi mới. Đấy. Thì là cũng là cái nội dung mà chúng ta cũng không không có trong cái chương trình hiện hành mà các thầy các cô dạy. Còn lại những cái nội dung khác ấy thì các thầy các cô sẽ thấy là về cơ bản nó kế thừa rất là nhiều cái nội dung của chương trình hiện hành. Đấy. Nói với các thầy cô như vậy để các thầy cô thấy rằng là gì đấy, mình không hoang mang, bởi vì là thực ra ấy, là cái cách sắp xếp về mặt nội dung nó có những cái sự khác biệt như vậy, nhưng về mặt kiến thức ấy, dạy học ấy, các thầy cô hoàn toàn có thể kế thừa những cái nội dung kiến thức mà các thầy các cô đã dạy trong chương trình trước đây để dạy cho cái chương trình mới này. Thì tất nhiên cách tiếp cận nó sẽ khác, nhưng mà nhìn chung ấy, nó không làm khó các thầy các cô nhiều lắm. Nó chỉ có hai cái bài về hai cái vương quốc là Phù Nam và Champa là dạy để cho các thầy các cô dạy là một nội dung mới, và thứ hai là đất nước đổi mới. Phù Nam Champa thì có thể nó xa lạ với một số thầy cô ở ví dụ như là ở ở phía Bắc này, đúng không? Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là đối với các thầy các cô ở miền Trung hay là miền Nam thì chắc cũng xa lạ với hai quốc gia này. Bởi vì là cái lãnh thổ của Phù Nam nó nằm trọn vẹn ở vùng Nam Bộ của chúng ta ngày nay. Đấy, thế còn lãnh thổ của Champa thì nằm trọn vẹn ở dải miền Trung của chúng ta.
Đấy. Và có rất là nhiều địa phương ở đây thì ví dụ như là các thầy cô cổ Huế chẳng hạn cũng có những dấu tích của Vương quốc Champa này, mặc dù nó rất là mờ nhạt thôi, bởi vì cái vùng đất Thừa Thiên Huế này đã sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt ở thế kỷ 14 rồi, cho nên là cái dấu tích của Champa thì nó cũng rất là mờ nhạt, nhưng mà ở Huế này nó cũng có đền tháp Champa đấy, mặc dù nó chỉ còn là ở dạng phế tích thôi, nó không được giống như thánh điện Mỹ Sơn hay là không được như là cái một số cái tháp ở Bình Định hay là Phú Yên, Khánh Hòa vân vân ấy đấy, nhưng mà nó vẫn còn dấu tích đấy. Thì tôi nghĩ rằng là hai quốc gia này nó chỉ hơi lạ lẫm với các thầy các cô ở miền Bắc thôi đấy, thế còn đối với các thầy các cô ở miền Trung miền Nam tôi nghĩ rằng là nó cũng không 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 làm khó các thầy các cô nhiều lắm. Hay là nội dung mới ở đây là đất nước đổi mới thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không không khó, bởi vì là cái công cuộc đổi mới ngày hôm nay chúng ta cũng đang được gì đấy, đang được hưởng thụ cái thành quả của gì đấy, của công cuộc đổi mới của đất nước, và nó rất là gần gũi với chúng ta, cho nên là tôi nghĩ là nó cũng không khó đấy. Thì như vậy là gì đấy, chúng ta có 12 bài học lịch sử và có những cái có rất nhiều nội dung mà nó kế thừa cái gì đấy, các cái bài học lịch sử ở trong chương trình hiện hành của các thầy các cô rồi. Chỉ có ba cái nội dung mà nó gọi là tương đối mới được đưa vào đây đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó cũng không sẽ không làm khó các thầy các cô. Chỉ có điều ở đây ấy, trong cái cách tiếp cận đối với các cái bài học lịch sử này thì so với chương trình hiện hành ấy, nó có những cái điểm khác biệt rất là lớn, khác biệt rất là lớn. Và vì như vậy cho nên là trong khi mà chúng ta tổ chức dạy học các cái bài học lịch sử này ấy, thì nó đòi hỏi các thầy các cô cũng phải gì đấy, cũng phải phải có những cái tiếp cận đúng để chúng ta có thể gì đấy, có thể tổ chức hoạt động nó hiệu quả để đạt được cái yêu cầu cần đạt, và nó làm cho cái giờ học lịch sử nó trở nên hấp dẫn hơn với các con học sinh đấy. Thế thì ở đây nó có hai cái điểm mà tôi nghĩ là trong các bài học lịch sử các thầy các cô có lẽ là nên lưu ý một chút. Cái thứ nhất ấy, đó là gì đấy, trong một số bài học lịch sử ở đây thì chúng ta có sử dụng tư liệu lịch sử, tư liệu lịch sử đấy, tư liệu lịch sử, tư liệu lịch sử là gì ạ? Trong cái sáng nay khi mà nói về cái cấu trúc chung của các cái bài học ấy thì có lẽ cô Giang nói với thầy cô rồi, tư liệu lịch sử này thường ấy nó là thông thường ấy có thể nó là tư liệu gốc đấy. Tư liệu gốc có nghĩa là gì, là cái tư liệu mà được viết tại cái thời điểm ấy. Thứ hai là gì đấy, hoặc là tư liệu gốc hoặc là gì đấy, hoặc là những cái tư liệu phái sinh nó có những cái chứa những cái nhận định hoặc những cái mô tả về cái sự kiện đó đấy. Thì đấy, đấy là tư liệu như vậy, và cái tư liệu này ấy, thì nó có một cái điểm là gì, tư liệu này nó cũng chính là một cái kênh chính của bài học, và nó đòi hỏi các thầy các cô sẽ phải gì đây, sẽ phải phải khai thác cái tư liệu này để tổ chức hoạt động dạy học để cho các bạn ấy đạt được yêu cầu cần đạt đấy. Đấy thì đấy là cái điểm thứ nhất, điểm thứ nhất là cái điểm mới thứ nhất ấy. Thế nhưng mà nhiều người cũng sẽ nói thế này này, là cái tư liệu lịch sử này nó cũng sẽ gì đấy, nó khó. Vì sao như vậy? Bởi vì là có những đoạn tư liệu lắm nữa tôi minh họa cho thầy cô, một đoạn tư liệu có thể các cô thấy là đối với các bạn học sinh tiểu học nó không dễ đâu đấy. Thế thì nó tư liệu lịch sử này nó đưa vào đối với học sinh tiểu học, vậy thì có nhiều cái câu hỏi sẽ đặt ra rằng là gì, liệu nó có khó với học sinh tiểu học hay không. Thì đúng là nó khó với thầy cô cô đấy. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì khi mà chúng tôi lựa chọn những cái tư liệu lịch sử này chúng tôi đưa vào thì chúng tôi cũng lựa chọn một cách rất là cẩn trọng, là gì đấy, thứ nhất là những cái yêu cầu cần đạt mà bắt buộc chúng tôi phải sử dụng tư liệu lịch sử để đạt được cái yêu cầu cần đạt đó thì chúng tôi mới đưa tư liệu lịch sử vào. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng đưa vào một cách rất là gì đấy, khiêm tốn thôi, tức là không không quá nhiều ở đây, không quá nhiều ở đây, cho nên là trong cả một cuốn sách này tổng cộng chỉ có ba cái đoạn tư liệu được chúng tôi đưa vào ở đây thôi, cả cuốn sách này luôn ấy ạ, chỉ có ba đoạn tư liệu thôi, cho nên là nó cũng không, nó không nhiều quá, cho nên các thầy các cô cũng không không lo lắng ở cái chỗ này đấy. Ba đoạn tư liệu đấy, một cái tư liệu là cái chiếu rời đô được đưa vào trong bài nhà Lý, một cái đoạn tư liệu là một cái câu nói được trích dẫn của một cái vị quan của nhà Trần này đấy. Rồi cái câu nói của Trần Quốc Tuấn đấy, một cái đoạn tư liệu nữa là một cái đoạn tư liệu ở trong cái bài Biển đảo Việt Nam, khi mà nói về công cuộc thực thi và bảo vệ chủ quyền dưới triều Nguyễn thì có trích một cái đoạn tư liệu liên quan đến việc là có một cái quan được vua Minh Mệnh cử ra quần đảo Hoàng Sa để cắm các cái thẻ bài ở đó. Đấy thì đấy là có ba cái đoạn tư liệu như vậy thôi, và đi kèm với các đoạn tư liệu này thì chúng tôi luôn luôn có câu hỏi để gì đấy, để hướng dẫn các thầy các cô khai thác
cái đoạn tư liệu này để tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh. Và vì như vậy cho nên là gì đấy, thứ nhất là số lượng tư liệu nó không nhiều nhé, thứ hai là cái câu hỏi đi kèm với cái tư liệu này nó cũng không làm khó các thầy các cô. Thì cho nên các thầy các cô, nếu các thầy các cô chưa sáng tạo được ấy, thì mình có thể tham khảo cái câu hỏi mà nhóm tác giả đã đặt ra ở trong cái bài học để các thầy các cô tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh. Sau này khi mà mình có nhiều kinh nghiệm rồi thì mình có thể thay đổi cách hỏi cho nó phù hợp hơn. Thì đấy là cái điểm thứ nhất, là cái điểm, một cái điểm mới đấy. Vâng ạ, một cái điểm mới ạ. Đấy thì cái tư liệu lịch sử tôi không phải cho xin nữa, bởi vì là trong sách thì nó có ba cái đoạn tư liệu rồi các thầy các cô. Lát nữa chúng tôi cũng sẽ minh họa ngay đấy cho các thầy các cô ạ. Cái có một số thầy cô hỏi rằng là có kho tư liệu lịch sử để phục vụ cho dạy học lịch sử lớp 5 không, thì thưa các thầy các cô là tư liệu ấy, thì thực ra ấy, tư liệu thì chúng ta quan niệm như này này, tư liệu ví dụ chữ viết nó là một loại tư liệu đúng không, hình ảnh nó là một loại tư liệu. Thậm chí là các câu chuyện nó cũng là một loại tư liệu. Thế thì trong sách giáo khoa thì nó cũng đã cung cấp cho các thầy các cô khá là nhiều nguồn tư liệu rồi. Thì khi mà chúng tôi đi tập huấn thì một số các thầy các cô cũng nói rằng là ví dụ các thầy các cô có thể cung cấp cho các thầy các cô giáo viên dạy ấy, những cái đoạn video minh họa để dạy cho nó sinh động được không. Thì thưa các thầy các cô, vấn đề này thì không làm được. Vì sao? Bởi vì nó liên quan vấn đề bản quyền. Thế nhưng mà các thầy các cô khi mà thầy các cô làm ấy, thì ví dụ trong sách giáo viên khi chúng tôi hoặc là trong kế hoạch bài dạy, khi mà chúng tôi gợi ý các thầy các cô cái cách thức tổ chức hoạt động dạy học, thì chúng tôi có luôn luôn có thể có một số chỗ chúng tôi đã gợi ý cho thầy các cô là lấy tư liệu, ví dụ như là đoạn video này ở trên YouTube chẳng hạn, ví dụ như thế. Chúng tôi có những gợi ý như vậy. Trong cái điều kiện do vấn đề bản quyền thì chúng tôi không thể ví dụ đưa video cho các thầy các cô, hay là cung cấp cho thầy cô một kho ảnh, một kho video thì không làm được, bởi vì nó liên quan đến vấn đề bản quyền. Và chúng ta nếu mà để mua được cái tư liệu đó để sử dụng thì nó tốn quá là nhiều cái gì đấy kinh phí. Thế cho nên là cái tư liệu mà để phục vụ làm mở rộng cái nội dung đấy thì chúng tôi có gợi ý ở trong sách giáo viên, và các thầy các cô có thể dựa theo gợi ý đó để các thầy các cô Google, các thầy cô tìm và các thầy cô lựa chọn theo và sử dụng theo ý của thầy các cô thôi. Chứ còn nếu mà bạn để nhà xuất bản hay nhóm tác giả có một kho tư liệu cho thầy các cô thì rất là khó, bởi vì nó đòi hỏi một cái sự đầu tư lớn lắm đấy. Thì đấy, bởi vì nó liên quan đến bản quyền của các bên mà. Vì mình không làm về mục đích gọi là mình làm mục đích thương mại thì là cái câu chuyện bản quyền nó rất là chú ý là như vậy đấy. Thì đấy là cái cách thứ nhất đối với, cho nên các thầy các cô khi mà dở các bài học lịch sử này ra, các thầy các cô sẽ thấy nó khác so với sách hiện hành đấy. Đấy. Cái thứ hai ấy, là gì đấy? Một cái điểm này này nó cũng vừa là cái điểm mới, từ lớp 4 nó đã làm cái này, lớp 5 thì nó xuất hiện tần suất nó nhiều hơn. Đó là có rất là nhiều các cái sự kiện này, nhân vật lịch sử, chúng tôi tái hiện nó dưới dạng các cái câu chuyện lịch sử. Mục đích của cái việc này các thầy các cô biết rồi, là làm cho cái việc dạy lịch sử nó trở nên nó mềm mại hơn, nó không khô cứng nữa. Và thứ hai là gì, nó làm cho cái việc mà gì đấy, việc học lịch sử của các con ấy nó trở nên không nặng nề và hàn lâm, và nó theo đúng cái lứa tuổi của các con. Và vì như vậy có thể là gì, các con sẽ tiếp cận lịch sử theo một cái cách là gì đấy, nó hấp dẫn hơn, nó sinh động hơn nhiều đấy, như vậy đấy. Thế nhưng mà khi mà tôi, kể cả khi giới thiệu sách hay khi mà tập huấn, thì tôi vẫn nói trong các bài học có rất nhiều câu chuyện, có những bài có 2 câu chuyện, có những bài 3-4 câu chuyện. Nhưng các thầy các cô đừng biến cái giờ học lịch sử của mình, đúng không, thành một cái giờ kể chuyện lịch sử đấy, như vậy. Mà mình phải dạy lịch sử theo đúng cái cách của, theo kiểu của lịch sử cơ. Chứ còn mình đừng biến nó giờ thành giờ kể chuyện. Thế làm thế nào để làm được điều đó? Thì sau đây thì đi vào các bài cụ thể thì tôi sẽ dần dần hướng dẫn các thầy các cô. Bây giờ tôi dành một chút để tôi nói tới hai cái nội dung rất là trước khi mà đi vào cái gọi là gì đấy, cái mà gọi là những cái đoạn tư liệu cụ thể để hướng dẫn các thầy các cô khai thác này, hay là hướng dẫn các thầy các cô sử dụng các cái câu chuyện lịch sử đấy như thế nào để dạy học lịch sử, để không phải là nó biến thành một cái giờ học kể chuyện ấy đấy. Thì tôi muốn, trước khi mà bắt đầu hai cái điểm đó, thì tôi muốn nói với các thầy các cô, giới thiệu với thầy các cô hai cái nội dung nhỏ hơn một chút. Đấy là về hai cái vương quốc rất là mới ở trong sách này, lần đầu tiên được đưa vào sách đấy. Đó là vương quốc Phù Nam và vương quốc Champa. Đấy thì vương quốc này, hai cái vương quốc này nó được đặt đồng đẳng với nhà nước Văn Lang Âu Lạc của chúng ta. Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử dân tộc thì chúng ta sẽ thấy là trên giải đất hình chữ S này, cái thời kỳ lập quốc ấy, thời kỳ lập nước ấy, nó không chỉ có một nhà nước các thầy các cô ạ. Cái đất nước mình từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau nhé, dài như thế, hình chữ S như vậy. Thì trên cái giải đất hình chữ S này không phải chỉ có một quốc gia Văn Lang Âu Lạc, mà từ thuở lập quốc đấy chúng ta có tới 3 nhà nước ở trên cái lãnh thổ này.
Đấy. Và sau này thì gì đấy, do những cái biến cố số phận lịch sử thì sau này ba nhà nước này, cư dân của nó cùng với lãnh thổ của nó đã hòa nhập làm một và trở thành một cái phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Đấy. Và vì như vậy cho nên muốn hiểu lịch sử Việt Nam thì chúng ta phải phải gì đấy, chúng ta phải hiểu được lịch sử của tất cả các cái cộng đồng cư dân mà gì đấy trên dải đất hình chữ S này. Cho nên là từ rất là lâu rồi dạy ở các cái bậc ví dụ như là bậc đại học thì người ta đã đưa hai vương quốc này vào dạy trong phần lịch sử Việt Nam và coi nó như là một cái phần không thể tách rời của lịch sử Việt Nam thuộc lập quốc đấy, hay là ví dụ như là ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông thì vương quốc Phú Nam, vương quốc Champa này đã được đưa vào trong cái chương trình 2006 mà chúng ta gọi là chương trình cũ đấy, chương trình hiện hành trước đây của chúng ta. Tiểu học thì nó muộn màng hơn, chậm hơn một chút, thì đến lần cải cách này chúng ta mới đưa cái các nhà nước này vào. À, để dạy thì tôi nghĩ rằng là cái việc dạy này ấy, nó gì đấy mục đích chính của để chúng ta nhìn nhận cái lịch sử của dân tộc Việt Nam này là lịch sử toàn bộ toàn diện của nhiều cái cộng đồng cư dân ở đây, thì nó đảm bảo cái tính hệ thống, tính toàn diện như vậy. Thế thì khi mà đưa vào đây thì nó có cái gì làm khó cái thầy các cô không, một cái nội dung hoàn toàn mới khó không, chúng tôi lựa chọn cái nội dung này đưa vào ấy, và đối với học sinh tiểu học một cái nội dung rất là mới như vậy thì cái yêu cầu cần đạt nó tương đối là gì đấy, nó tương đối là nhẹ nhàng với học sinh ở đây. Đây ví dụ các thầy các cô quan sát ở đây, ví dụ với bài 6 về vương quốc Phú Nam nhé, nó chỉ có hai cái yêu cầu cần đạt thôi. Cái yêu cầu thứ nhất nó cũng rất là đơn giản là trình bày được sự thành lập của nước Phú Nam, và sự thành lập này thì nó chỉ báo cho chúng ta là gì, nó sử dụng hai cái nguồn tư liệu rất là quan trọng để nói về cái sự thành lập này, một đó là cái truyền thuyết lập nước Phù Nam này và hai là một số bằng chứng khảo cổ học. Thì chúng ta biết rồi, nếu nói về cái sự thành lập của một nhà nước thì chúng ta nói về gì đấy, thời gian ra đời này đúng không, thứ hai là gì đấy, địa điểm lập nước này ở đâu, và thứ ba là gì đấy, cái cư dân lập ra cái nhà nước này như thế nào. Cho nên là cái yêu cầu cần đạt nó cũng rất là nhẹ nhàng gọn gàng ở đây thôi, nhưng khi mình dạy tôi nghĩ là nó không khó có thể các cô. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là yêu cầu cần đạt thứ hai là mô tả được một số hiện vật khảo cổ học của Phù Nam, thì tôi nghĩ cái nội dung này hoàn toàn không khó với các thầy các cô nhỉ, đúng không? Đấy, bởi vì là những cái hiện vật này ở trong cái bài, trong trong cái cuốn sách này ấy, là gì đấy, người ta đã cung cấp cho các thầy các cô hình ảnh các cái hiện vật này rồi, và có một số hiện vật mà khó thì người ta đã mô tả, có những cái đoạn mô tả về các hiện vật này rồi, cho nên tôi nghĩ rằng là để mà dạy để đạt được yêu cầu cần đạt về cái vương quốc Phù Nam này thì không khó với các thầy các cô. Đấy, và với cái yêu cầu cần đạt như thế này có lẽ nó phù hợp hơn với học sinh tiểu học, vì chúng ta nói một cái gì đấy nó ghê gớm đao to búa lớn rất là lớn về một cái nhà nước thì nó khó, thế nhưng mà với cái yêu cầu cần đạt như thế thì tôi nghĩ nó cũng vừa phải. Đấy thì đấy là cái về cái vương quốc Phù Nam. Thế còn thứ hai đó là vương quốc Champa, thì cái vương quốc Champa nó còn nhẹ nhàng hơn so với vương quốc Phù Nam, đấy là chỉ kể chỉ nói về những cái dấu vết của cái vương quốc này còn hiện hữu trên lãnh thổ Việt Nam thôi. Đấy thì tất cả những cái yêu cầu cần đạt của nó đều xoay quanh một cái di sản rất là lớn của vương quốc này, đó là đền tháp Champa. Đấy thì nó có những cái yêu cầu cần đạt là kể tên xác định được trên lược đồ một số đền tháp Champa còn lại cho đến ngày nay. Đấy thì ở đây có các thầy các cô Thừa Thiên Huế rồi thì các thầy các cô biết rằng là cái vùng đất đầu tiên đi từ Bắc vào Nam này này, vùng đất đầu tiên mà có cái dấu tích của đền tháp Champa này chính là Thừa Thiên Huế của chúng ta. Và đi dọc Thừa Thiên Huế cho đến tận Bình Thuận ngày nay thì các thầy các cô sẽ thấy là tỉnh nào cũng có tháp Chăm luôn à. Ở Tây Nguyên cũng có một tỉnh còn tháp Chăm đấy. Nhưng mà không chắc là Đắk Lắk có phải không? Đấy. Đấy thì đấy là như vậy. Thế thì nó chỉ xoay quanh cái đền tháp Champa này thôi, thì tôi nghĩ rằng nó không khó để chúng ta hiểu rằng là có một cái nhóm cư dân như vậy, có một nhà nước như vậy và họ để lại một cái di sản như vậy để sau này chúng ta lý giải cái câu chuyện là gì đấy, văn hóa Việt Nam đa dạng trong thống nhất cộng đồng cư dân Việt Nam đoàn kết thống nhất rồi cùng thực hiện sứ mệnh vận mệnh chung vân vân như vậy. Đấy thì hai cái vương quốc Phù Nam và vương quốc Champa này đưa vào tuy mới như vậy nhưng tôi nói rồi, tức là cái yêu cầu cần đạt của nó cũng không 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 quá khó, không quá khó với các thầy các cô, và tất cả những yêu cầu cần đạt này chúng tôi cũng đã cung cấp những cái học liệu để các thầy các cô có thể tổ chức hoạt động để đạt được cái yêu cầu cần đạt này. Tôi nghĩ là đối với hai nội dung mới này các thầy các cô cũng không cần lo lắng quá ở đây, tôi nghĩ như vậy. Bây giờ tôi sẽ nói đến cái tư liệu các thầy các cô ạ. Có ba đoạn tư liệu được sử dụng ở đây ạ. Đây thì tôi xem là ở đây tôi mới minh họa ở đây hai đoạn tư liệu thôi, một đoạn tư liệu nữa trong bài thời Trần. Đấy, bây giờ nói trước cái đoạn tư liệu nhé.
Cái thứ nhất là trong một số bài học này có sử dụng các cái tư liệu lịch sử, và như tôi nói là tư liệu lịch sử nó cũng là một cái gì đấy, một cái kênh chính để các thầy các cô sử dụng, để các thầy các cô tổ chức hoạt động dạy học để cho học sinh đạt được yêu cầu cần đạt, đúng không? Đấy thì có ba cái ở trong cả cái cuốn sách này, chúng ta chỉ có ba cái tư liệu đi kèm như vậy thôi, ba cái tư liệu đi kèm như vậy thôi. Đấy là cái thứ nhất ấy, cái bài đầu tiên, thực ra là cái bài bài đầu tiên là bài biển đảo, bài thứ hai là bài triều lý. Đây, tư liệu đầu tiên này là tư liệu bài 3, bài biển đảo Việt Nam. Xong đến bài bài 9 là bài triều lý, và có một cái đoạn tư liệu nữa của thời Trần nữa thôi, bài 10. Đấy. Có ba đoạn tư liệu thì cái tư liệu nó có một cái ký hiệu riêng như thế, các cô nhé, nó nằm trong một cái hộp như thế này. Và đây là một cái kênh, gọi là người ta gọi là một cái kênh chính mà các thầy các cô sẽ phải sử dụng nó để các thầy các cô tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh để đạt cái yêu cầu cần đạt. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ bắt đầu với một cái đoạn tư liệu nó dễ hơn. Đấy, bởi vì nó có một câu hỏi trực tiếp về đoạn tư liệu này. Đấy. Thế thì đây, chúng ta các thầy các cô nhìn thấy này. Cái đoạn tư liệu này là đoạn tư liệu trích trong Chiếu Dời Đô. Trong cái cách diễn đạt của nó thì các thầy các cô có thấy nó có những cái khó, nó khó với các bạn học sinh, bởi vì nó có những cái từ cổ mà các cụ nhà mình diễn đạt mà nó cũng khó. Đấy. Thế nhưng mà nó có một cái dễ hỗ trợ thầy các cô là đi kèm với tư liệu này, chúng tôi luôn luôn có câu hỏi rồi. Câu hỏi để hỗ giúp các thầy các cô. Và các thầy các cô lưu ý là ví dụ như là cái một trong những cái điểm rất là tôi nghĩ nó vừa là ưu điểm mà nó cũng vừa là gì đấy, có lẽ nó là ưu điểm nhiều hơn, tất nhiên nó cũng không phải là tuyệt đối là ưu điểm, đó là gì đấy, thường ấy tất cả các câu hỏi ở trong cái cuốn sách này, nó nhất là câu hỏi ở phần khám phá thì nó là sự cụ thể hóa của yêu cầu cần đạt. À, cái điều đó có nghĩa là gì, tức là khi mà các thầy các cô dùng cái câu hỏi mà chúng tôi gợi ý trong cuốn sách này để các thầy các cô tổ chức hoạt động cho học sinh trả lời được câu hỏi đó có nghĩa rằng là gì đấy, yêu cầu cần đạt của bài học đã đạt được, và từng câu hỏi như vậy thì có nghĩa rằng là gì đấy, mục tiêu bài học sẽ đạt được. Đấy thì cái câu hỏi của chúng tôi như vậy, tức là những cái câu hỏi mà chúng tôi sử dụng trong cuốn sách kết nối này này, đấy về cơ bản là chúng tôi không có những cái câu hỏi mà nó quá là gì đấy, nó quá là khác biệt lắm, mà những cái câu hỏi này thường nó bám sát với yêu cầu cần đạt. Chúng tôi vẫn gọi là câu hỏi này là sự cụ thể hóa của yêu cầu cần đạt. Đấy. Thế cho nên các thầy các cô sử dụng đúng cái câu hỏi này, hỏi học sinh trả lời được, có nghĩa là yêu cầu cần đạt đạt được. Trả lời được hết tất cả các câu hỏi phần khám phá đấy thì mục tiêu bài học đạt được, các thầy các cô ạ. Đấy. Đấy thì là như vậy, chắc chắn luôn. Đấy như thế. Thế nhưng mà nó cũng sẽ có, tức là nó bởi vì nó là cụ thể hóa yêu cầu cần đạt, nó có tính hai mặt của nó, các thầy các cô ạ. Là bởi vì là nó cụ thể hóa yêu cầu cần đạt. Yêu cầu cần đạt này chủ yếu là diễn đạt để cho người viết sách này, giáo viên này dạy thôi. Đấy. Thế thì khi mà áp vào đối với học sinh tiểu học thì có những cái gì đấy, câu hỏi các thầy các cô sẽ thấy là gì đây? Nó tương đối là trừu tượng. Tương đối là trừu tượng, đúng không? Đấy. Đối với những học sinh mà năng lực rất là, các con hiểu luôn, trả lời luôn, tốt rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng sẽ có một số trường hợp ấy, là cái năng lực của học sinh nó vừa phải, những câu hỏi mang tính trừu tượng quá thì nó sẽ khó cho các bạn học sinh, đúng không? Khó cho bạn học sinh thì lúc đó mình phải xử lý câu hỏi, mình phải xử lý câu hỏi, tức là mình không thể hỏi, mình không nên hỏi nguyên cái câu hỏi như thế, bởi vì hỏi nguyên như thế sẽ làm khó cho các con mà. Đấy, thế thì mình nên điều chỉnh cái câu hỏi đấy để nó làm thế nào để cho nó dễ hơn cho các con mà các con vẫn trả lời được. Đấy. Đấy, thế thì cái đoạn tư liệu về Chiếu Dời Đô này là một câu hỏi như vậy, và khi mà tôi đi tập huấn hay là tôi hướng dẫn các thầy các cô mà xây dựng kế hoạch dạy học ấy, tôi vẫn nói các thầy các cô là cái câu hỏi này các thầy các cô nên xử lý, nên xử lý, tức là làm thì tức là phải thay đổi cái cách hỏi đi để làm cho nó gì đấy trở nên dễ dàng hơn một chút với học sinh. Đấy. Đấy, bây giờ các thầy các cô xem nhé. Các thầy các cô nhìn vào cái yêu cầu cần đạt của cái bài Triều Lý và Vịnh Đô Thăng Long này, chúng ta có một cái gạch đầu dòng thứ ba là đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của Chiếu Dời Đô, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có một cái yêu cầu cần đạt như vậy, và cái câu hỏi mà và chúng tôi trong cái tại sách của chúng tôi cung cấp cho các thầy các cô một đoạn trong Chiếu Dời Đô đấy rồi, đúng không, tư liệu đấy rồi, và đi kèm với nó chúng tôi có một câu hỏi, và như tôi nói là câu hỏi là sự cụ thể hóa của yêu cầu cần đạt. Thế bây giờ tôi hỏi đúng này, nêu nội dung chính và ý nghĩa của Chiếu Dời Đô, đúng không? Thế các thầy các cô thấy là nếu trả lời được câu hỏi này thì có phải cái yêu cầu cần đạt là đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của Chiếu Dời Đô đạt được không, đúng không? Đấy, đấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta hỏi là gì đấy, nêu nội dung chính này và ý nghĩa của Chiếu Dời Đô mà các con đọc cả một cái đoạn dài như vậy, các con cũng chưa hình dung được rằng là cái nội dung này tóm lại nó nói về cái gì, đúng không?
cô muốn hỏi cái nội dung này nội dung gì. Thế thì tôi vẫn khuyến khuyến nghị với các thầy các cô là với câu hỏi này các thầy các cô nên thay đổi cái cách hỏi để cho nó gì đấy, nó dễ hiểu hơn với học sinh của các thầy các cô dễ làm việc hơn đấy. Thế bây giờ mình thay đổi thế nào, thay đổi thế nào? Thế thì các thầy các cô thấy là cái khó với học sinh ở đây ấy, đó là nội dung của chiếu giải đô này nó là cái gì, đúng không? Đấy, thế thì như chúng ta đọc ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, có hai cái đoạn ở trong cái chiếu giải đô này và nó thể hiện hai cái nội dung rất lớn của chiếu giải đô này, đúng không ạ? Cái đoạn thứ nhất là làm như thế để cốt mưu nghiệp lớn chọn chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì rời đổi, cho nên vận nước lâu dài phong tục giàu thịnh. Cả một cái đoạn này, cả một cái đoạn một này nó nói về cái gì, nói về cái gì đấy, lý do tại sao gì đấy? À, mục đích của việc rời đô, rời đô để làm gì, đúng không đấy? Và cái đoạn thứ hai của chúng ta thì cái đoạn này các thầy các cô mình cũng đã bắt gặp ở trong sách lớp 4 rồi, đúng không, là lý giải cái câu chuyện là gì đấy, điều kiện tự nhiên của thành Đại La để lý giải là tại sao lại rời đô từ Đại La ra Hoa Lư, đúng không, tức là lý do rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đúng không? Như vậy cả cái đoạn chiếu rời đô này nó có hai cái nội dung rất là lớn thôi, đúng không? Một là nói về mục đích của việc rời đô là rời đô để làm gì, đúng không? Thứ hai là lý giải là tại sao lại rời đô ra Đại La mà không phải là một cái địa điểm khác, đúng không ạ? Đấy thì khi mà chúng ta đọc chúng ta hình dung được là có hai cái nội dung như vậy về tư liệu ở trong cái đoạn chiếu rời đô như vậy rồi, thì chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ xử lý cho cái câu hỏi này nó gì đấy, nó dễ hơn với học sinh. Cái xử lý thế nào thì tôi nghĩ thế này, cái động từ là nêu chúng ta không nên thay đổi nữa. Vì sao? Bởi vì nếu bởi vì là yêu cầu cần đạt nó là nêu, đúng không? Thế thì bây giờ mình mà mình thay đổi cái động từ này có nghĩa rằng là mức độ năng lực ấy nó đã thay đổi so với yêu cầu cần đạt rồi. Mình làm thấp đi hay là mình gì đấy làm cao lên thì nó cũng là mức độ năng lực đã thay đổi rồi, tức là nó sẽ làm giảm yêu cầu cần đạt hoặc là vượt yêu cầu cần đạt. Cho nên theo tôi khi điều chỉnh câu hỏi thì gì đấy, cái động từ để hỏi các thầy các cô không nên thay. Ví dụ ở đây nó bằng nêu hay ở chỗ khác nào phân tích thì trình bày, mình để nguyên cái động từ đấy. Bây giờ mình chỉ thay đổi ở cái phần vế sau của câu hỏi để làm cho nội hàm của câu hỏi nó gì đấy nó dễ hơn mà thôi, đúng không? Thế thì động từ nêu chắc nên giữ rồi, chắc chắn là như thế. Thế bây giờ cái mà chúng ta thay đổi đây là nội dung chính của chiếu giải đô, đúng không? Thế bây giờ nội dung chúng ta nói rồi, nội dung ở trong cái chiếu giải đô nó có hai cái nội dung rất là quan trọng. Một là mục đích của việc giải đô, thứ hai là lý do của việc giải đô ra Đại La, đúng không? Thế thì bây giờ tôi sẽ thay đổi câu hỏi là gì? Tôi sẽ chẻ câu hỏi này thành ba cái ý nhỏ, đúng không? Ý thứ nhất ấy là gì đấy? Nêu mục đích của việc giải đô, đúng không ạ? Tôi không thay đổi động từ nhé, tôi chỉ làm rõ hơn đó, nêu mục đích của việc rời đô đấy. Thứ hai là nêu lý do tại sao rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, hoặc là gọi ngắn hơn là gì đấy, nêu lý do tại sao rời đô ra thành Đại La, đúng không đấy? Thì đấy đấy là cái vế thứ hai, và cái vế thứ ba là ý nghĩa, thì tôi nghĩ nó không khó, cho nên là chúng ta sẽ là câu hỏi thứ ba là nêu ý nghĩa của chiếu rời đô đấy. Như vậy là gì, các thầy các cô thấy là từ một cái câu hỏi mà nội dung chính nó tương đối còn mơ hồ như vậy, khi mà chúng ta xử lý cái nội dung chính đấy thành hai cái nội dung nhỏ là gì đấy, mục đích của việc rời đô, ý nghĩa của việc rời đô, đấy là hai cái nội dung chính quan trọng nhất của chiếu rời đô này, để chẻ cái câu hỏi nhỏ ra để hỏi cho học sinh, thì tôi nghĩ rằng là khi mà học cái câu hỏi đấy nó tường minh hơn về gì đấy, về ý nghĩa, và nó cũng là cái chỉ báo gì đấy nó cụ thể hơn cho học sinh khi học sinh đọc cái chiếu rời đô này, để các con lọc ra ý nghĩa là à rời đô để làm gì, đúng không, tại sao lại rời đô như thế, đúng không, thì cái việc hoạt động của các con nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, phải không ạ? Đấy thì tôi nghĩ như vậy thì chúng ta có thể xử lý tư liệu như vậy đối với câu hỏi đấy. Thì đối với câu hỏi mà còn nếu ví dụ như là trường hợp mà các thầy các cô thấy rằng là học sinh của mình rất là tốt rồi, và nếu mà mình chỉ hỏi câu hỏi là nêu nội dung các con cũng trả lời được, thì các thầy các cô cũng không nhất thiết phải thay đổi câu hỏi, đúng không? Thế nhưng mà nếu mình cảm thấy rằng là nếu mà mình hỏi là gì đấy, nội dung chính này các con còn tương đối mơ hồ như vậy, thì mình cụ thể hóa cái nội dung chính này mình muốn hỏi đấy là cái gì, thì để làm chỉ báo cho các con nó dễ dàng hơn. Và khi các con trả lời được câu hỏi của các cô như vậy thì có nghĩa rằng là gì đấy, cái yêu cầu cần đạt nó cũng đạt được rồi, đúng không? Đấy, thế thì tôi lấy một cái đoạn gọi là trong một cái đoạn tư liệu như vậy để minh họa cho các thầy các cô một cái cách để chúng ta, thứ nhất là chúng ta khai thác cái tư liệu đấy như thế nào để cho nó hiệu quả để đạt được yêu cầu cần đạt. Thứ hai là có một số cái câu hỏi, không phải tất cả đâu các thầy các cô, một số cái câu hỏi mà nó tương đối là trừu tượng ấy, ở trong sách ấy, thì mình nên xử lý cái câu hỏi đấy theo cái hướng gì đấy, nó gì đấy dễ hiểu hơn cho học sinh đấy, dễ hiểu hơn cho học sinh nhưng nó không làm thay đổi gì đấy
mức độ năng lực của câu hỏi này, mức độ của câu hỏi này, và thứ hai là nội dung của câu hỏi nó không làm thay đổi, mà nó chỉ làm cho nó tường minh hơn và làm cho hoạt động học sinh nó trở nên gì đấy hiệu quả hơn mà thôi. Đấy là như vậy. Thì đối với lại cái đoạn tư liệu thì nên nên là như vậy, thì tôi nghĩ là như thế. Thì đấy là cái đoạn tư liệu thứ nhất để muốn minh họa cho thầy các cô. Cái đoạn tư liệu thứ hai mà nó có thể là nó sẽ khó hơn một chút ở đây là câu hỏi này nó tương đối là rộng, có thể các cô ạ. Đây, ở đây nó có một cái nhá, là có một cái là gì đấy, yêu cầu cần đạt là trình bày được công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử. Đấy. À, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện liên quan, ví dụ như là Độ Hoàng Sa này, lễ cao lề thế lính Hoàng Sa. Đấy. Yêu cầu cần đạt như thế. Thế thì câu hỏi của chúng tôi thì tôi nói rồi, là câu hỏi trong sách này nó là cụ thể hóa yêu cầu cần đạt, làm đúng thế luôn có thể các cô ạ. Đây, có một câu hỏi trong cái mục này đây nhá, là trình bày những nét chính về công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Hỏi đúng thế luôn, đúng không? Thế thì nếu mà bây giờ học sinh rất là tốt rồi, thì hỏi này các con trả lời được mình cứ hỏi thôi. Thế nhưng mà phần đa ấy, câu hỏi này là câu hỏi nó lớn. Thứ hai là nó cũng khó với học sinh, có thể các bạn. Thế thì câu hỏi này có lẽ chúng ta nên xử lý nó. Thế thì nếu có thể các cô mở cái phần này ra ấy, thì các cô sẽ thấy rằng là cái quá trình bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông ấy, ít nhất thì nó chia làm 4 cái giai đoạn lớn trong cái cuốn sách của chúng ta ấy. Đấy. Nó chia làm 4 giai đoạn lớn, thì nếu muốn đạt được yêu cầu cần đạt thì chúng ta đều phải nói 4 giai đoạn lớn đấy. 4 giai đoạn lớn đấy là gì? Sớm nhất, ít nhất, sớm nhất đấy là từ thời kỳ Chúa Nguyễn gắn với câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa. Sau đó đến Triều Nguyễn, đây, gắn với đoạn tư liệu mà các thầy các cô nhìn thấy trên màn hình đây. Sau đó đến thời kỳ Pháp thuộc, đấy. Rồi đến thời kỳ gọi là Việt Nam Cộng Hòa, đấy, miền Nam Việt Nam ấy. Và cuối cùng đó là nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Ít nhất là 5 cái giai đoạn như thế. Tức là nếu muốn đạt được yêu cầu cần đạt như vậy thì học sinh phải gì đấy? Phải xem rằng là trong 5 giai đoạn đấy thì cha ông mình đã thực hiện những cái biện pháp cụ thể như thế nào để bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Đấy. Nó chạy một cái đoạn chạy dài như vậy, từ Chúa Nguyễn này đến Triều Nguyễn này, đến thời kỳ Pháp thuộc này, đến Việt Nam Cộng Hòa, rồi đến nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 5 giai đoạn như thế. Đấy. Thế thì cái câu hỏi này nó chỉ minh, cái đoạn tư liệu này nó chỉ minh họa cho một cái thời kỳ thôi. Đấy là thời kỳ của Triều Nguyễn. Đấy, Triều Nguyễn. Và cái việc này là gì đấy, cái sự kiện này, cái đoạn tư liệu này nó minh họa cho một cái việc là chúng ta ra đây chúng ta xác lập chủ quyền. Bởi vì là cái ông Phạm Hữu Nhật này, ông ấy mang thẻ bài nó giống như là cột mốc mà. Và trên đấy khắc niên hiệu của vua của mình năm này, rồi ra đây để lưu dấu, để ghi nhớ, tức là một cái biện pháp để chúng ta gọi là xác lập chủ quyền ở đấy rồi. Đấy là đánh dấu chủ quyền, xác lập chủ quyền của chúng ta đấy. Đấy, nhưng mà cái đoạn tư liệu này nó chỉ minh họa cho được một cái thời kỳ thôi. Đấy là thời kỳ gì đấy? Các vua Triều Nguyễn. Đấy, vua Minh Bạch đấy. Thế thì nếu mà bây giờ mình đặt cả một cái câu hỏi rất là lớn, là trình bày những nét chính về công cuộc bảo vệ chủ quyền này, các quyền này, lợi ích hợp pháp của Việt Nam Biển Đông như vậy, mà với 5 thời kỳ như tôi nói như vậy, rất là khó, rất là khó. Cho nên đối với câu hỏi như thế này ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên gì đấy, chia nhỏ cái câu hỏi này ra để cho học sinh có thể gì đây dễ hiểu hơn. Thì các thầy các cô sẽ nói rằng là vậy thì chia nhỏ thì chia thế nào? Thì như tôi nói là gì, trong cái bài học này ấy, khi mà trình bày về các cái công cuộc bảo vệ chủ quyền này ấy, thì nó có ít nhất là nó có 5 cái thời kỳ như thế. Thế thì tôi nghĩ rằng là các thầy các cô có thể chia thành gì đấy, các cái câu hỏi nhỏ gắn với các thời kỳ đó. Và có những thời kỳ mình có thể gom lại đấy. Ví dụ như là thời kỳ Chúa Nguyễn, nó có hẳn một cái câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa, thì mình có thể hỏi một câu hỏi nhé. Chúa Nguyễn đọc cái câu chuyện đấy và cho biết là Chúa Nguyễn đã làm gì để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, ví dụ như vậy. Hay là đến Triều Nguyễn thì nó có đoạn tư liệu này, thì mình hỏi xem là các vua Triều Nguyễn đã làm gì, để đọc đoạn tư liệu này để biết là các cái vua Triều Nguyễn đã làm gì để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, đúng không ạ? Thế còn các cái giai đoạn sau, ví dụ như thời Pháp thuộc này, Việt Nam Cộng Hòa hay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày nay các thầy các cô thể gom lại để hỏi một câu hỏi. Thì bằng cái cách là học sinh trả lời được 3 cái câu hỏi nhỏ như vậy, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì đấy, cái quá trình gì đấy, bảo vệ chủ quyền này, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam Biển Đông, nó là một cái quá trình thứ nhất là liên tục. Đấy. Từ thời các kỳ Chúa Nguyễn cho đến tận ngày hôm nay, và cái quá trình đó nó diễn ra trong hòa bình với những cái biện pháp nó rất là cụ thể rõ ràng của cha ông mình như vậy,
Đấy. Thì mình thấy rằng là và cái việc mà thực thi và xác lập chủ quyền đấy gần như là chúng ta không vấp phải bất cứ một cái sự phản đối nào của bên thứ ba cả. Đấy, cho nên là cái việc xác lập chủ quyền hay bảo vệ chủ quyền đấy nó diễn ra trong hòa bình một cách liên tục như thế. Đấy. Như vậy thì là gì đấy ạ? Là gì? Đối với những cái câu hỏi như vậy thì chúng ta có thể gì đấy? Chúng ta có thể xử lý cho nó gì đấy? Cho nó làm cho cái câu hỏi nó nhỏ hơn. Đấy, để cái việc khai thác của chúng ta nó trở nên hiệu quả hơn. Còn đối với những cái câu hỏi mà nó rất là dễ nhé, thì có thể các cô có thể sử dụng luôn cái câu hỏi mà chúng tôi gợi ý rồi. Đấy, ví dụ như là đối với yêu cầu cần đạt là xác định được vị trí địa lý của vùng biển này, một số đảo quần đảo lớn của Việt Nam trên bản đồ lược đồ, thì chắc chắn cái câu hỏi của nó sẽ là quan sát lược đồ hình bao nhiêu đấy và đọc kể tên một số cái quần đảo và đảo lớn, ví dụ như thế. Đấy thì những cái câu hỏi như thế thì nó rất là dễ rồi, tường minh rồi thì mình không cần xử lý nữa. Nhưng đối với những câu hỏi nó rất là lớn, đòi hỏi huy động một cái nội dung, một cái lượng thông tin rất là lớn và làm việc trong cái khoảng thời gian không phải là ngắn như vậy, thì có thể các cô nên chia nhóm và chia nhỏ cái câu hỏi như vậy để học việc hoạt động cho nó hiệu quả. Đấy. Nhưng mà khi có thể các cô chia nhỏ câu hỏi hay thay đổi nội dung câu hỏi chẳng hạn, thì như tôi nói với thầy các cô là có thể các cô cố gắng là thứ nhất là cái động từ để hỏi mình đừng thay đổi, vì khi mình thay đổi động từ có nghĩa rằng là mình đã làm cho cái câu cái mức độ năng lực ấy ở trong cái yêu cầu cần đạt có thể là cao lên hoặc là có thể là giảm đi rồi, đúng không? Đấy, thế và còn lại ví dụ như là những cái nội dung ở phía sau mà mình thấy nó diễn đạt một cách trừu tượng hay là hơi khó với học sinh chẳng hạn, thì mình có thể diễn đạt nó mềm mại đi. Đấy là như vậy. Thì đấy là cái điểm thứ nhất tôi muốn nói với thầy các cô về cái việc là có thể các cô gì đấy sử dụng cái câu hỏi để có thể các cô khai thác cái tư liệu này như thế nào. Có thể các cô có thể sử dụng đúng cái câu hỏi mà chúng tôi gợi ý. Đấy. Đấy, nhưng mà như tôi nói là gì, nó cũng sẽ có hai mặt. Đấy, có những câu hỏi nó khó vì nó cụ thể hóa yêu cầu cần đạt mà, cũng khó với học sinh. Thì lúc đấy mình cần phải xử lý. Thì khi mà xử lý câu hỏi thì các thầy cô lưu ý, có những cái lưu ý để chúng ta gì đấy, chúng ta không làm thay đổi cái mục tiêu của bài học, không làm cho mức độ đạt được của năng lực của nó bị thay đổi khi mà chúng ta giữ nguyên cái động từ của câu hỏi đấy, đúng không? Đấy. Và một cái nữa là gì đấy, các thầy các cô cũng có thể là gì đấy, điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy thì đấy là cái điểm thứ nhất tôi muốn nói với thầy các cô về tư liệu lịch sử ở đây, cái cách sử dụng như thế nào. Số lượng tư liệu nó không nhiều và vì như vậy nên tôi dùng hai cái đoạn tư liệu để nói với các thầy các cô, để hướng dẫn các thầy các cô cái cách thức mà gì đấy, khai thác cái đoạn tư liệu này để tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh như thế nào để cho nó hiệu quả. Đấy, đấy là cái phần thứ nhất đối với các bài học lịch sử. Đấy, chỉ có 3 đoạn tư liệu trong 3 bài thôi, thì tôi cũng đã hướng dẫn các thầy các cô tới hai đoạn tư liệu rồi, đúng không? Một cái đoạn bài tư liệu thời Trần thì nó rất đơn giản thôi. Đấy, thì các thầy các cô có thể xem thêm ở đấy. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì đây ạ? Có một trong các cái bài học lịch sử thì nó sử dụng rất là nhiều các cái câu chuyện lịch sử ở đây, rất nhiều có thể là của hầu như bài nào cũng có. Đây ví dụ tôi thống kê đây đây nhá, đây là một cái bài biển đảo Việt Nam, đây là hải đội Hoàng Sa đây. Đấy, hải đội Hoàng Sa. Thế thì đây là một cái câu chuyện đấy, nhưng mà như tôi nói là gì, mình đừng có biến cái giờ dạy học lịch sử của mình thành một cái giờ gọi là kể chuyện, đúng không? Thế bây giờ mình sẽ khai thác cái câu chuyện này như thế nào. Đây, thế thì cái câu chuyện về hải đội Hoàng Sa này là gì đấy, nó nằm trong bài biển đảo Việt Nam, và cái câu chuyện này để nó nhằm minh họa để đạt được một phần của cái yêu cầu cần đạt số 2 ở đây là trình bày công cuộc bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử, có sử dụng các tư liệu này, tranh ảnh, câu chuyện liên quan. Thì đây là một đoạn câu chuyện, cái câu chuyện này kể về cái hải đội Hoàng Sa được thành lập dưới thời kỳ các chúa Nguyễn. Đấy. Và đây là một cái hoạt động của hải đội này chính là một minh chứng rất là quan trọng cho cái việc chúng ta thực thi cái chủ quyền của chúng ta ở quần đảo Hoàng Sa này. Đấy. Thế thì khi mà các thầy các cô hãy coi cái gì đấy, cái đoạn cái câu chuyện này này nó giống như một cái nguồn tư liệu khai thác nó để tìm hiểu về cái công cuộc bảo vệ chủ quyền của chúng ta ở đây. Đấy. Ví dụ như vậy, ví dụ như thế nào, chẳng hạn như là đối với cái câu chuyện này thì chúng ta có thể yêu cầu học sinh là gì đấy, đọc đọc câu chuyện về hải đội Hoàng Sa và cho biết là gì đấy, chúa Nguyễn đã làm gì đấy để bảo vệ chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa. Thế thì trong cả cái câu chuyện này các thầy các cô sẽ thấy nó nói rất nhiều câu chuyện, các thầy các cô ạ. Nó nói đến cái chuyện là chúa Nguyễn lập ra một cái hải đội tên là Hoàng Sa này, lấy người ở xã An Vĩnh gồm 70 này, nhiệm vụ của cái hải đội này là đi ra quần đảo Hoàng Sa để làm gì, để thu lượm. Đấy, thì những cái thông tin này là những cái thông tin
tin rất là cốt lõi rằng là à chú Nguyễn đã làm gì để gì đấy để thực thi cái chủ quyền của chúng ta ở ở quần đảo Hoàng Sa, đó là gì, lập ra một cái hải đội và hàng năm đi ra quần đảo Hoàng Sa để thu lượm khai thác sản vật. Đấy là cái thông tin mà câu chuyện này đưa lại để cho chúng ta thấy rằng là gì đấy, đấy là một trong những cái biện pháp mà chú Nguyễn thực hiện để tiến hành thì đấy bảo vệ chủ à, thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Đấy. Thế nhưng mà ở đây thay vì việc chúng ta nói rằng là chúng ta nói một cách rất là khô cứng là à, chú Nguyễn đã bảo vệ chủ quyền ở quần đảo bằng cách là lập ra Hải đội Hoàng Sa như này vân vân, thay vì việc chúng ta diễn đạt theo cách như vậy thì chúng ta kể nó dưới dạng một câu chuyện về cái hải đội như vậy, và chúng ta có những cái tình tiết mang tính chuyện ở đây. Đấy. Thì ngoài những cái thông tin mà người ta cung cấp về hải đội này chẳng hạn đấy, thì người ta còn mô tả rằng là gì đấy, đội này nó đi trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, ví dụ như là gì đấy ạ? Họ đi phải đi 3 ngày 3 đêm mới đến được quần đảo Hoàng Sa này, họ mang lương thực ở trong 6 tháng này, rồi họ đi ở trên những cái chiếc trên những cái gì đấy, những cái chiếc thuyền câu rất là nhỏ bé, các vật dụng thô sơ và trong một cái điều kiện rất là khắc nghiệt đấy, và gì đấy để thực thi được cái nhiệm vụ đối với lại cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa này đấy thì là gì đấy ạ? Là gì đấy, họ rất là gì đấy gì đấy rất là khó khăn mới có thể là gì đấy mới có thể là bảo, tức là cái công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo đấy nó phải vượt qua rất là nhiều điều kiện khó khăn trong một cái điều kiện rất là thô sơ như vậy đấy, thì nó vừa phản ánh cái gì đấy, cái nỗ lực của chính quyền chú Nguyễn trong cái việc là thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, và gì đấy nó cũng phản ánh cái sự khó khăn, cái điều kiện khắc nghiệt, thậm chí là cả những cái mất mát trong cái quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông mình trong lịch sử như vậy. Đấy thì cái câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa này nó có những cái tình tiết, nó có những cái tình tiết như vậy để cho nó làm cho cái việc khắc họa về cái Hải đội Hoàng Sa này nó trở nên sinh động hơn, và có thể là gì đấy nó làm cho cái ấn tượng của học sinh đối với là gì đây, đối với cái sự nghiệp bảo vệ chủ quyền hay là thực thi chủ quyền của các chú Nguyễn này đối với quần đảo Hoàng Sa này nó trở nên gì đấy ấn tượng hơn với học sinh ở đây. Đấy. Thì thông qua một cái câu chuyện như vậy, chúng ta nói về một vấn đề mà chúng ta rất là to tát đúng không? Là gì đấy, công cuộc bảo vệ hàng chủ quyền này, các quyền lợi ích hợp pháp Việt Nam Biển Đông. Nhưng mà đối với học sinh tiểu học thì chúng ta kể lại một cái câu chuyện dưới theo một cái lối dẫn chuyện với cái hình thức nó rất là nhẹ nhàng như vậy, thì học sinh sẽ hiểu, à, học sinh sẽ nói, tức là học sinh sẽ nói một cái vấn đề rất là lớn như vậy, nhưng mà chúng ta lại kể bằng cái ngôn ngữ rất là trẻ con như vậy, thì nó làm cho cái việc mà gì đấy học sinh hiểu về cái việc mà bảo vệ chủ quyền ấy, nó một cách nó giản dị theo đúng cái lứa tuổi của các con đấy, là gì đấy, bảo vệ chủ quyền là cái gì, là ví dụ như là đây mình lập một cái hải đội đi ra ở đó hoạt động này đúng không, thu lượm này, khai thác sản vật, đấy là một cái cách thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, chứ không phải là một cái gì đao to búa lớn hô hào vân vân như vậy đấy, tức là nó có nhiều cách, và đối với học sinh tiểu học thì chúng ta đưa những cái chi tiết, những cái tình tiết mà nó ở mức độ gọi là nhẹ nhàng vừa phải như vậy thì có lẽ là nó phù hợp hơn với học sinh tiểu học đấy, à, học sinh tiểu học đấy, thì đấy là cái chúng ta sử dụng một cái câu chuyện lịch sử để nói một vấn đề rất là lớn theo cái ngôn ngữ của học sinh tiểu học. Ở đây thì có một cô giáo có hỏi rằng là vậy thì học sinh trình bày chủ quyền và lợi ích được đến đâu ạ? Thì các thầy các cô biết rằng là ví dụ như là nếu mà chúng ta người lớn chúng ta ấy, đọc tài liệu trong cả một quá trình như vậy thì mình thấy rằng là cái bảo vệ biển đảo ấy, thì nó có hai cái việc rất là quan trọng. Một là bảo vệ chủ quyền. Bảo vệ chủ quyền là gì đấy, ví dụ như là cái đoạn tư liệu mà mình ra đấy mình cắm cờ vua Gia Long, cắm cờ hay sau này chúng ta cắm cột mốc này, đấy là một trong những cái gọi là gì đấy, khẳng định chủ quyền, xác lập chủ quyền một cách rất là thô sơ ở giai đoạn đầu đấy. Thế còn ví dụ như là trong cái lịch sử ấy thì cha ông mình làm một cái việc thường xuyên liên tục nhiều hơn ấy, đấy là gì đấy, đó là gì đấy, thực thi chủ quyền của mình ở đấy. Thực thi chủ quyền của mình ở đấy có nghĩa là gì, nó không phải là cái gì nó ghê gớm quá, mà nó chỉ là một cái việc ví dụ như là mình đi đến đó và mình làm những cái việc rất bình thường ở đó, và không có ai phản đối cái câu chuyện, không có ai phản đối, không có ai xâm lấn cái việc đó, đó là cái cách chúng ta đã thực thi chủ quyền rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta đi ra Hoàng Sa nhé,
chúng ta chỉ ra đấy thu lượm này, khai thác những cái sản vật có ở trên đảo, hoặc là thu lượm những cái sản vật của những cái tàu thuyền bị đắm ở quần đảo đấy chẳng hạn, và chúng ta mang về và chúng ta thực hiện nó trong 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 một cách hòa bình. Đấy là cách mà chúng ta thực thi chủ quyền của chúng ta, bởi vì là cái việc thực thi đấy nó diễn ra trong hòa bình và không có ai chống đối phản đối cái chuyện đó cả. Thì đấy là những cái biện pháp thực thi chủ quyền của chúng ta là như vậy đấy. Thì nó tức là thực thi chủ quyền hay là gì đấy, lợi ích của chúng ta nó không phải là cái gì nó quá là to tát. Đôi khi các thầy các cô chỉ ra đấy, các thầy các cô thì trồng một cái cây nhỏ thôi, đấy là một cái biện pháp mà chúng ta gì đấy thực thi chủ quyền đấy. Thì đối với học sinh tiểu học thì chúng ta dạy những cái nó rất là nhỏ như vậy thôi đấy. Thế còn sau này như các thầy các cô biết rồi, câu chuyện chủ quyền biển đảo thì nó còn nối dài đến tận cấp trung học phổ thông cơ. Thì mỗi một lớp thì ở những mức độ khác nhau, phụ thuộc vào tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh, thì chúng ta có thể dạy những cái vấn đề mà nó gì đấy nó khái quát hơn, nó trừu tượng hơn đấy. Nhưng mà đối với học sinh tiểu học thì thông qua những cái câu chuyện hay những cái đoạn tư liệu rất là đơn giản phù hợp như vậy để các bạn hình dung rằng là đấy, bảo vệ chủ quyền hay là thực hiện các cái quyền của chúng ta đấy, nó bắt đầu từ những cái thứ nó giản dị như vậy. Đấy là như vậy. Thì đấy là cái câu chuyện lịch sử đấy, lấy ví dụ một cái câu chuyện để hướng dẫn các thầy cô như vậy. Hay ở đây ở trong một cái bài, đó là cái bài Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc. Thế thì trong cái bài này thì có hai cái câu chuyện lịch sử mà có lẽ rất là quen với các thầy các cô và các em học sinh rồi. Đấy là câu chuyện thứ nhất là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Câu chuyện thứ hai đó là cái câu chuyện Sự Tích Nỏ Thần. Đấy. Thế thì đối với các bạn học sinh ở cấp tiểu học hoặc lớp 5 thì có lẽ là các bạn ấy học sang chương trình tiếng Việt ấy, các bạn đã học hết hai cái này lâu rồi, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta không dạy nó ở dưới góc độ gọi là tiếng Việt nữa, đúng không? Đấy. Mà chúng ta dạy nó dưới góc độ lịch sử. Vậy dạy nó dưới góc độ lịch sử thì chúng ta khai thác cái gì ở trong này? Đấy. Khai thác cái gì ở trong này? Thì các thầy các cô sẽ thấy này. Ở trong cái yêu cầu cần đạt của cái bài này chẳng hạn, nó có một cái yêu cầu cần đạt là gì? Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử. Ví dụ như là Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng hay là Sự Tích Nỏ Thần để mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang Âu Lạc. À, như vậy là gì? Khi mà chúng ta nói về câu chuyện lịch sử này, chúng ta không phải nói về Sơn Tinh Thủy Tinh, nói về Hùng Vương nữa, chúng ta không phải nói câu chuyện đó. Mà chúng ta phải nói một cái vấn đề nó gì đó nó sâu hơn đấy, là gì đấy, cái đời sống kinh tế ở trong cái câu chuyện này nó được thể hiện như thế nào đấy. Hay là ví dụ như là cái công cuộc bảo vệ nhà nước Âu Lạc Văn Lang chẳng hạn, nó thể hiện như thế nào thông qua cái Sự Tích Nỏ Thần này đấy. Chúng ta không phải dạy dưới góc độ gọi là gì đấy, gọi là tiếng Việt nữa đấy. Thế thì khi mà các thầy các cô khai thác cái câu chuyện này thì các thầy các cô cũng buộc phải có những câu hỏi để gì đấy, để giúp khai thác đúng vào cái gì đấy, cái mục tiêu của bài học này đấy. Thế thì ở trong này yêu cầu cần đạt nó yêu cầu chúng ta rằng là sử dụng những cái truyền thuyết này để mô tả được đời sống kinh tế và cái công cuộc đấu tranh, đúng không ạ? Thế thì đối với câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, đây là một cái câu chuyện mà nó cho thấy rất là rõ cái đời sống kinh tế của cái cư dân Văn Lang thời kỳ này, đúng không ạ? Thế vậy thì cái đời sống kinh tế nó thể hiện ở chỗ nào ở đây? Các thầy các cô đọc cả cái câu chuyện này nó có những cái tình tiết rất là thú vị là đấy, Hùng Vương kém rẻ vân vân, đúng không? Thế nhưng mà ẩn sâu trong đó nó có những cái lõi về mặt lịch sử như vậy, nó phản ánh một cái phần cái đời sống kinh tế ở đây. Đấy, đời sống kinh tế ở đây là cái gì, các thầy các cô nhìn xem nhé. Ở trong này nó có một cái điều kiện mà ăn mà Hùng Vương gì lại ra điều kiện cho Thủy Tinh và Sơn Tinh, đúng không ạ? Đó là gì đấy, phải có một cái lễ vật để cưới mỹ nương. Lễ vật đấy là cái gì? 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đô. À, thì những cái lễ vật này nó chính là những cái sản vật của nền kinh tế của nước Văn Lang bấy giờ. Đấy, thì đấy là nó cho thần chúng ta thấy rằng là gì đấy? Đấy, cái đời sống kinh tế nó khá là phong phú với nông nghiệp, với chăn nuôi như vậy và có những cái sản vật như thế. Đấy, thì đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là gì? Ẩn sau, đằng sau cái câu chuyện là hàng năm là gì đấy ạ? Thủy Tinh vẫn dâng nước lũ gì đấy đánh Sơn Tinh và lần nào Thủy Tinh cũng thua đấy, là gì đấy, nó phản ánh một cái gì đấy, một cái nền tảng kinh tế của chúng ta là dựa làm nông nghiệp, trồng lúa nước, và gì đấy chị Thủy có cái vai trò rất là quan trọng, cho nên các thầy các cô mình sẽ thấy là lũ lụt thì hàng năm như vậy,
Thế nhưng mà gì đấy, người dân ấy, thì vẫn có cái cách để gì đấy để khắc phục cái lũ lụt đó bằng cái việc là đắp đê vân vân. Thế thì thủy tinh chính là biểu tượng cho gì đấy, cho cái công cuộc gì đây, công cuộc trị thủy của chúng ta, và sơn tinh chính là cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy. Đấy thì cái hàm ý của câu chuyện sơn tinh thủy tinh này chúng ta khai thác dưới góc độ để góc độ lịch sử, để tìm ra những cái lõi lịch sử như vậy để chúng ta gì đấy, để chúng ta minh họa cho một cái gọi là đời sống kinh tế của nhà nước Văn Lang ở đây. Chứ chúng ta không phải kể câu chuyện gọi là kén rể ai thắng ai thua ở đây, mà đằng sau câu chuyện nó là như vậy. Đấy thì đấy là cái câu chuyện sơn tinh thủy tinh, hay là ví dụ như cái chuyện sự tích Nỏ Thần thì chúng ta biết rồi, câu chuyện kinh điển đấy là Trọng Thủy rồi gì đây, Triệu Đà lập mưu để gì đây ăn cắp cái bí quyết làm Nỏ Thần của An Dương Vương, và sau đó thì đánh bại An Dương Vương, đúng không ạ? Thế nhưng mà đằng sau cái câu chuyện này thì là gì đấy, nó cũng có những cái gì đấy đằng sau cái câu chuyện này, cái kết cục của câu chuyện này thì nó phản ánh một cái kết quả trong cái công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang Âu Lạc, đó là An Dương Vương đã thất bại trong cái việc bảo vệ nhà nước của mình, đúng không ạ? Và một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái sự thất bại của An Dương Vương đấy là sự lơ là, thiếu cảnh giác của An Dương Vương đối với kẻ thù của mình, đúng không ạ? Và câu chuyện này nó cũng cũng gì đấy, nó cũng nói thêm một cái gì đấy, một cái bài học rất là lớn ở trong cái quá trình dựng nước của dân tộc, đó là gì đấy, cần phải gì đấy, cần phải gì, cần phải đề phòng cảnh giác trước kẻ thù, đúng không ạ? Đấy rồi là gì đấy, kết cục của cái câu chuyện này, kết cục của cuộc kháng chiến của An Dương Vương này, nó cũng gì đấy mở ra một cái thời kỳ rất là gì đấy đen tối trong lịch sử dân tộc, đó là 1.000 năm Bắc thuộc. Đấy thì chúng ta khi mà chúng ta sử dụng những cái câu chuyện lịch sử này, thì chúng ta dùng những cái câu chuyện lịch sử này để chúng ta sử dụng nó như là một cái nguồn tư liệu để chúng ta gì đấy, chúng ta khai thác nó, để chúng ta lấy cái lõi của lịch sử ra để chúng ta dạy lịch sử ở đây. Chứ chúng ta không phải là đến cái đoạn này chúng ta bảo con này kể câu chuyện về sự tích Nỏ Thần, nó không nên như vậy, mà chúng ta nên sử dụng nó như là một cái gì đấy nguồn tư liệu để học sinh có thể khai thác và gì đấy tìm ra những cái cốt lõi về mặt lịch sử ở trong đó. Thì đấy là cái câu chuyện, đấy là những cái câu chuyện về 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 nhà nước Văn Lang Âu Lạc. Những cái bài học sau này, thời kỳ Bắc thuộc, thời Lý, thời Trần, thời Hậu Lê hay là thời Nguyễn chẳng hạn, thì cũng còn rất là nhiều các cái câu chuyện nữa đấy. Đấy thì là các thầy các cô có thể khai thác, các thầy các cô có thể lưu ý khi các thầy các cô khai thác cái nội dung này để các thầy các cô tổ chức dạy học cho học sinh ở đây. Đây các thầy các cô ví dụ như là cái bài gọi là đấu tranh giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc ở đây, thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là ở trong cái bài học này thì chúng ta có ba cái câu chuyện được sử dụng ở trong cái bài học này. Một là cái câu chuyện Trưng Vương trừ giặc Hán, hai là câu chuyện Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân, và thứ ba là câu chuyện chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền. Đây là ba cái chiến thắng rất là tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc. Và cả ba chiến thắng này thì ở những mức độ khác nhau thì đất nước cũng đã được độc lập trong một thời gian. Đặc biệt là cái chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền thì nó kết thúc hoàn toàn 1.000 năm Bắc thuộc. Thế thì thay vì việc là chúng ta dạy về một cách rất là kinh điển về ví dụ như là diễn biến về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, diễn biến về cuộc khởi nghĩa của Lý Bí hay là diễn biến của chiến thắng Bạch Đằng chẳng hạn, chúng ta không dạy như vậy. Mà ở trong này ấy, thì người ta có gì đấy có được đưa vào các cái câu chuyện khắc họa những cái nhân vật lịch sử, và những cái nhân vật lịch sử này thì nó gắn với những cái chiến công tiêu biểu của họ, ví dụ như là gì đấy Hai Bà Trưng chẳng hạn. Đấy thì nó gắn với một cái chiến công rất là tiêu biểu của bà, đó là lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi và gì đấy lập và duy trì được nền độc lập trong vòng 3 năm, hay là ví dụ như là Lý Bí thì cũng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành thắng lợi và lập ra được nhà nước Vạn Xuân, mở chùa khai quốc rồi lập hai ban văn võ vân vân như vậy, hay là Ngô Quyền thì nó gắn với một cái chiến công rất là tiêu biểu, đó là chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền. Thế thì đây là một cái câu chuyện kể về các nhân, tức là những cái câu chuyện ở trong bài học này là những cái câu chuyện mà kể về các cái nhân vật lịch sử ở trong trong cái 1.000 năm Bắc thuộc này. Thế nhưng mà gì đấy ạ? Đằng sau cái việc mà tái hiện chân dung của những cái nhân vật này thì nó cũng hàm ý gắn những cái chiến công gắn với những cái nhân vật này, cho nên chúng ta có thể tìm được diễn biến của các cái cuộc khởi nghĩa tiêu biểu ở trong chính những cái câu chuyện này. Chỉ có điều là gì, nó được viết dưới dạng câu chuyện, ở đấy nó có tình tiết và nó viết theo lối kể chuyện dẫn chuyện, cho nên nó làm cho mọi thứ nó trở nên mềm mại hơn
Đấy, tôi lấy ví dụ như chẳng hạn là trong cái câu chuyện về Trưng Vương trừ giặc Hán chẳng hạn, thì có thể các cô sẽ thấy rằng là mình có thể có hai cái thông tin mà mình có thể lấy ra được từ cuộc khởi nghĩa này. Ví dụ như là cái thứ nhất ý, là về gì đấy, về hai bà Trưng đúng không, Trưng Chắc và Trưng Nghị này, là người như thế nào này, rồi là tại sao bà lại khởi nghĩa này, bà khởi nghĩa để làm gì này, rồi là gì đây, sau này bà lập nước xưng vương như thế nào đấy. Thì đấy là cái thông tin thứ nhất, tức là chúng ta muốn khắc họa chân dung của một nhân vật ở đây thì thông qua câu chuyện này chúng ta cũng có thể khắc họa được. Gắn với trong câu chuyện này nó cũng nói một phần về một cái sự nghiệp rất lớn của bà, đó là lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Thế thì những cái diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa nó cũng được mô tả rất là rõ trong câu chuyện của về hai bà Trưng này. Ví dụ như là cuộc khởi nghĩa này được nhân dân hưởng ứng này, làm chủ Mê Linh, tiến xuống Cổ Loa, tấn công Ni Lâu vân vân và giành thắng lợi, duy trì độc lập trong vòng gì đấy 3 năm. Đấy là chúng ta thấy được diễn biến này, thấy được kết quả của cuộc khởi nghĩa này. Nhưng mà thay vì việc là chúng ta trình bày giống như cái sách trước đây ấy, thì là gì đấy, chúng ta trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa như vậy, thì ở đây chúng ta kể một cái câu chuyện như vậy thì nó làm cho gì đấy, cái diễn đạt ấy nó trở nên mềm mại hơn và nó phù hợp hơn với học sinh tiểu học, và có những cái tình tiết thì nó làm cho cái câu chuyện nó trở nên sinh động hơn đấy. Và trong cái câu chuyện này có thể các cô cũng sẽ thấy là chúng ta cũng có một cái nội dung là gì đấy, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa này, ý nghĩa của khởi nghĩa này. Thì đấy là cái câu chuyện về Trưng Vương trừ trừ giặc Hán là như vậy, tức là nói một câu chuyện về một nhân vật, về một sự kiện như vậy, nhưng hàm ý chúng ta có thể tái hiện được cả một cái chân dung của một nhân vật, hình ảnh của một nhân vật ở đây và cả diễn biến của nhân vật như vậy. Thế cho nên là khi mà các thầy các cô gì đấy dùng các cái câu chuyện này, các thầy các cô hãy coi nó như là một nguồn tư liệu để chúng ta khai thác nó, để chúng ta gì đấy, chúng ta có thể là gì đấy, chúng ta xây dựng chân dung của các nhân vật, hay là gì đấy hay là nêu rồi mô tả diễn biến của các cái sự kiện lịch sử ở đây. Thì thay vì việc chúng ta trình bày giống như trước đây thì chúng ta trình bày dưới dạng các câu chuyện như vậy, thì tôi nghĩ rằng là nó làm cho những cái nội dung hay những cái kiến thức lịch sử ấy, nó trở nên gì đấy, nó trở nên nên nó cũng hấp dẫn hơn với học sinh, và học sinh sẽ cảm thấy thay vì việc là con đọc một đoạn tư liệu này để kể cho cô về diễn biến, thì con đọc câu chuyện này kể diễn biến chắc các con sẽ hấp dẫn nhiều hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Thì đấy là cái minh họa với các thầy các cô một số cái gì đấy, cái ví dụ về cái việc sử dụng câu chuyện ở trong các cái bài học lịch sử, và cái cách thức chúng ta khai thác các cái câu chuyện lịch sử này để chúng ta dạy các cái bài học lịch sử này như thế nào, để các thầy các cô hình dung rõ hơn. Bây giờ thì đã là 3 giờ rồi, nên mời các thầy các cô chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 20 phút ạ. Mời các thầy các cô 3 giờ 20 các thầy các cô quay trở lại phòng Zoom và chúng ta tiếp tục buổi tập huấn ạ. Trong quá trình mà tôi trình bày, nếu các thầy các cô có câu hỏi, các thầy có cái phần trình bày trước đấy, thì là tôi đang dừng lại giới thiệu với thầy các cô, nó là trong một cái điểm rất là mới ở trong cuốn sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 5 của bộ Kết nối trí thức với cuộc sống này, đó là có rất là nhiều câu chuyện được sử dụng trong các cái bài học lịch sử đấy. Và như vừa rồi một số ví dụ minh họa, tôi minh họa cho các thầy các cô thì thấy rằng là chúng ta cố gắng sử dụng các cái câu chuyện này nó như là một cái nguồn tư liệu đấy, nguồn tư liệu để sử dụng trong cái việc dạy học lịch sử, chứ đừng dùng những cái câu chuyện lịch sử này để cho học sinh, tức là học sinh đừng dùng nó giống như là để cho học sinh kể lại câu chuyện lịch sử đấy. Thì tôi nghĩ là như vậy. Thế thì ở đây thì tiếp theo ở đây thì tôi cũng sẽ giới thiệu với thầy các cô một cái bài học về một cái triều đại ở đây. Các thầy các cô sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái câu chuyện lịch sử minh họa trong các bài học này. Thì tôi lấy thêm một ví dụ nữa để các thầy các cô hình dung rõ hơn thôi. Ở đây thì là đây là cái bài về triều Trần, xây dựng đất nước và kháng chiến chống Mông Nguyên. Thế trong cái bài này thì nó có hai cái nội dung rất là rõ ràng. Một là cái nội dung về cái công cuộc xây dựng đất nước của triều Trần, và thứ hai đó là cái cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên xâm lược. Thế thì ở đây thì cái yêu cầu ở trong bài này thì nó có 3 cái yêu cầu cần đạt, nó khá là rõ ở đây. Cái yêu cầu thứ nhất là sưu tầm và giới thiệu được một số cái tư liệu, câu chuyện, ví dụ như là câu chuyện này, văn bản này, tranh ảnh liên quan đến triều Trần và cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Thế thì cái yêu cầu sưu tầm và giới thiệu một số cái tư liệu này thì các thầy các cô sẽ thấy nó có trong nhiều bài học lịch sử. Tôi lấy ví dụ, nếu các thầy các cô xem về bài của triều Lý này, hay bài triều Trần, hay sau này là khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê hay triều Nguyễn chẳng hạn,
thậm chí là đến các cái bài học sau này, ví dụ như là công cuộc đổi mới này, Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ vân vân á, thì nó cũng có một cái yêu cầu sưu tầm và giới thiệu cái đoạn tư liệu, một số tư liệu lịch sử đấy, có thể là câu chuyện, có thể là tranh ảnh, có thể là văn bản. Thế thì đối với cái yêu cầu cần đạt này, có thể các cô sẽ thấy rằng là nếu có thể các cô đọc tất cả các cái phần khám phá của các cái bài lịch sử mà có những cái yêu cầu cần đạt dạng như thế này, thì có thể các cô thấy là thường ấy, những cái yêu cầu này thì nó không có những cái câu hỏi hay là những cái hoạt động ở trong cái phần khám phá để các cô có thể tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh đấy. Và ở trong cái phần gọi là trong cái phần khám phá thì chúng tôi có giới thiệu, tức là chúng tôi có cung điệu lịch sử, có thể là câu chuyện này, có thể là một cái văn bản, ví dụ như Chiếu Giời Đô đấy là văn bản, hay là các cái tranh ảnh chẳng hạn đấy, những cái dạng tư liệu như thế để các thầy các cô tự hình dung rằng là liên quan đến cái bài học này, ví dụ đến Triều Trần, Triều Lý hay là Hậu Lê hay là Triều Nguyễn chẳng hạn, thì nó có những cái dạng tư liệu kiểu như thế này để nó là định hướng để cho các thầy các cô có thể tổ chức hoạt động ở phần luyện tập, đặc biệt là phần vận dụng chẳng hạn. Thế cho nên là các thầy các cô lưu ý là ví dụ như là đối với các cái bài học lịch sử mà nó có cái yêu cầu cần đạt là sưu tầm và giới thiệu tư liệu lịch sử ấy ạ, thì cái yêu cầu cần đạt này nó sẽ không thể hiện ở trong cái phần khám phá. Tức là như lúc 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 đầu tôi có nói với các thầy các cô ấy, tức là cái câu hỏi của cái phần, tức là câu hỏi ở trong cái phần khám phá của chúng tôi thường là sự cụ thể hóa của các yêu cầu cần đạt. Tức là các thầy các cô sử dụng đúng câu hỏi đấy, tổ chức đúng hoạt động đấy, thì sau khi xong cái hoạt động đấy học sinh trả lời được thì yêu cầu cần đạt sẽ đạt được. Đấy là như vậy. Thế nhưng mà đối với riêng cái yêu cầu cần đạt là sưu tầm và giới thiệu tư liệu này thì các thầy các cô sẽ thấy là nó không có một cái câu hỏi trong phần khám phá nào cả để các thầy các cô giải quyết cái yêu cầu cần đạt này. Đấy. Thế vậy thì cái yêu cầu cần đạt này sẽ đạt được ở đâu ạ? Thì thưa các thầy các cô là ví dụ như là một số bài, nếu những cái nguồn tư liệu mà nó thuận lợi, nó dễ dễ sưu tầm, nó phổ biến, mang tính đại trà đại chúng, mà học sinh ở tất cả các vùng miền trong những điều kiện khác nhau đều có thể sưu tầm được, thì chúng tôi sẽ để cái câu hỏi này ở cái phần gọi là luyện tập. Còn lại đại đa số cái yêu cầu cần đạt này nó đều được xử lý ở trong cái phần vận dụng của các cái bài học. Đấy là như vậy. Cho nên các thầy các cô lưu ý là sau này ví dụ khi mình đi dự giờ chuyên môn nhé, hay là mình đánh giá, ví dụ mình đánh giá tiết dạy, giờ dạy của giáo viên chẳng hạn, trong tổ chuyên môn, hay là mình nhận xét một cái giờ dạy chẳng hạn, thì đối với những cái bài học mà có cái yêu cầu cần đạt là sưu tầm và giới thiệu tư liệu, bởi vì cái nội dung này nó đòi hỏi học sinh cần phải làm việc ở nhà, hoặc là làm việc trong một cái khoảng thời gian nó không phải là ngắn, nên ở trên lớp chúng ta không thực hiện được. Cho nên hầu hết tất cả những cái yêu cầu cần đạt này nó sẽ không được hiện hữu ở trong phần khám phá. Cho nên là trong phần khám phá ở các cái bài học mà có cái yêu cầu cần đạt này thì có thể các cô sẽ thấy rằng là mình không có câu hỏi để tổ chức hoạt động cho cái yêu cầu này. Mà thường ấy, cái yêu cầu này nó sẽ được thể hiện ở trong phần luyện tập, hoặc là đại đa số nó là trong phần vận dụng. Đấy là như vậy. Thì vì là cái ý tưởng thiết kế của người làm chương trình, và sau này thì chúng tôi viết sách, chúng tôi kế thừa cái việc đó. Thế cho nên là khi mà mình nhìn vào những cái bài tập như thế này thì mình hãy xem ở trong cái phần luyện tập vận dụng xem là các thầy các cô có giao nhiệm vụ cho học sinh làm việc không, bởi vì thông thường những cái nhiệm vụ này thường là phải giao trước cho học sinh ở nhà. Đấy, thì các thầy các cô lưu ý là đối với những cái bài học lịch sử mà nó có yêu cầu cần đạt là sưu tầm và giới thiệu được tư liệu thì ở trong cái phần khám phá mình sẽ không có những hoạt động để tổ chức cái nội dung này. Đấy, bởi vì do cái đặc thù của hoạt động nó thiên về tính vận dụng, cho nên nhiệm vụ này thường được chúng tôi đặt ở trong cái phần câu hỏi bài tập, ở phần luyện tập hoặc là phần vận dụng để các bạn học sinh có thể làm việc ở nhà, thì các thầy các cô lưu ý một chút. Như vậy thì theo cái cách như vậy thì chúng ta đi vào cụ thể một bài, nó là bài Triều Trần đúng không, xây dựng đất nước và kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên, thì các thầy các cô sẽ thấy là trong cái bài Triều Trần này chúng ta chỉ có hai cái yêu cầu cần đạt rất là lớn thôi. Đấy, một là trình bày được những cái nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Trần thông qua các cái câu chuyện về một số nhân vật lịch sử. Đấy, thì cái yêu cầu cần đạt này có thể các cô cũng sẽ thấy nó có trong rất nhiều các cái bài học, ví dụ bài Triều Lý nó cũng sẽ có một cái yêu cầu na ná như thế này, hay là ví dụ trong cái bài Triều Nguyễn hay là bài Triều Hậu Lê cũng như vậy các thầy các cô ạ. Đấy, tức là nó yêu cầu mình trình bày nét chính về lịch sử Việt Nam dưới triều đại đó với giai đoạn đó, nhưng mà lại thông qua câu chuyện về các cái nhân vật lịch sử. Đấy. Đấy. Thế thì tức là chúng ta thông qua cuộc đời, thông qua sự nghiệp của những nhân vật lịch sử đấy để chúng ta nói về cái gì ạ? Chúng ta nói về cái nét chính của lịch sử dân tộc trong cái giai đoạn đó. Đấy. Thì cái yêu cầu cần đạt này nó đặc biệt xuất hiện nhiều trong nhiều bài học như vậy. Thế thì khi mình khai thác cái nội dung này thì mình cũng có những cái mình cần lưu ý. Vì sao như vậy? Bởi vì ở đây các thầy các cô sẽ thấy là trong cái chương trình ấy thì người ta có gợi ý những cái nhân vật rất là tiêu biểu điển hình mà
cái sự nghiệp của họ ấy, nó vừa là sự nghiệp của cá nhân họ, nhưng mà những cái dấu ấn trong cái cuộc đời sự nghiệp của những nhân vật này ấy, nó cũng gắn với những cái sự kiện lớn của lịch sử dân tộc. Đấy. Và vì như vậy cho nên chúng ta thông qua câu chuyện của một nhân vật lịch sử để chúng ta nói câu chuyện của một dân tộc, đấy, một đất nước, đấy là như vậy. Đấy thì với cái tức là chúng ta thay vì việc chúng ta dạy, ví dụ dạy về triều Trần, chúng ta nói về tình hình chính trị nhà Trần đúng không? Chúng ta nói về tình hình kinh tế, tình hình văn hóa giáo dục chẳng hạn, thì cái cuốn sách này nó không viết tiếp tối như vậy. Mà nó dùng những cái câu, có một số cái đoạn dẫn còn lại nữa dùng những cái câu chuyện về những cái nhân vật rất là tiêu biểu. Mà như tôi nói là cái cuộc đời của những nhân vật đấy, nó vừa là cái sự nghiệp của nhân vật đấy, nhưng đồng thời ấy, nó cũng phản ánh những cái dấu ấn của lịch sử dân tộc thông qua những cái đóng góp của nhân vật đó. Đấy, cho nên chúng ta khai thác các cái câu chuyện về nhân vật lịch sử này để nói câu chuyện về một dân tộc, một quốc gia, một đất nước. Đấy, chứ không phải là chỉ nói về câu chuyện về một nhân vật như vậy. Đấy. Rõ hơn cái này thì tôi sẽ minh họa cho các thầy các cô một cái điểm ở đây để các thầy các cô hình dung hơn. Ví dụ như này, trong cái mục đầu tiên của cái bài về triều Trần xây dựng đất nước này này, thì mình có ba cái câu chuyện này, có ba cái câu chuyện mà các thầy các cô nhìn thấy ở đây. Cái câu chuyện thứ nhất ấy là câu chuyện về Thượng Hoàng Trần Nhân Tông dạy vua, đúng không ạ? Câu chuyện thứ hai là về Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất Việt Nam. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện về người thầy vạn thế sư biểu của chúng ta, đó là thầy Chu Văn An, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta dùng ba cái câu chuyện về ba cái nhân vật rất là tiêu biểu như thế này để chúng ta nói về một cái nét chính về lịch sử Việt Nam thời Trần, đúng không ạ? Vậy thì như tôi nói lúc đầu ấy, các thầy các cô hãy khai thác cái nội dung câu chuyện này, nó giống như một nguồn tư liệu để chúng ta tái hiện lịch sử của một quốc gia, một dân tộc ở đây, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như đối với bài chẳng hạn như là Thượng Hoàng Trần Nhân Tông dạy vua chẳng hạn, thì nó sẽ là minh họa cho một cái chế độ chính trị rất là đặc biệt của thời kỳ nhà Trần ở đây. Đấy, nhà Trần nó có một cái đặc điểm về mặt chính trị rất là khác biệt so với các cái triều, so với nhiều triều đại khác trong lịch sử Việt Nam. Đó là chế độ hai vua, đấy, chế độ Thái Thượng Hoàng và quan gia, hay là ví dụ như mình gọi là vua lớn và vua nhỏ là như thế. Thế thì cái câu chuyện cái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông dạy vua này này, nó cho chúng ta thấy được cái gì? Một ấy, nó cho chúng ta thấy được cái chế độ chính trị Thái Thượng Hoàng này, rồi là vua con này, rồi nó cho thấy cái gì đấy, cái mối quan hệ giữa giữa vua lớn Thái Thượng Hoàng với vua con là như thế nào, rồi nó cho thấy cái gì, nó cho thấy cái quyền lực của Thái Thượng Hoàng, mặc dù đã lui về không trực tiếp trị nước nữa, nhưng mà chúng nó vẫn thấy được cái quyền lực của Thái Thượng Hoàng ở đây. Đấy, tức là thông qua một cái câu chuyện là gì, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông dạy vua như vậy, để nó nói về những cái câu chuyện về thể chế chính trị của nhà Trần như vậy. Thế thì các thầy các cô hãy cho học sinh khai thác cái câu chuyện này để minh họa cho rõ nét hơn về cái gì đấy, cái thể chế chính trị Thái Thượng Hoàng quan gia của nhà Trần ở đây. Đấy, thì như vậy. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện thứ nhất về Thượng Hoàng Trần Nhân Tông dạy vua. Đấy, ví dụ như là thông qua cái câu nói là trẫm còn có con khác có thể nối ngôi, trẫm còn sống mà ngươi dám như thế, huống chi là sau này. Tức là thông qua cái câu nói của Thượng Hoàng như vậy, chúng ta thấy là ông này ông có một cái, ông mặc dù ông không làm vua nữa, ông không trực tiếp trị nước nữa, nhưng mà ông ấy giữ lại một cái quyền rất là lớn. Đấy là quyền gì đấy? Quyền phế truất ngôi vua. Để cho thấy là gì? Ví dụ giữa Thái Thượng Hoàng với vua thì quyền của ai lớn hơn, đúng không? Đấy, người trực tiếp trị nước, cai trị đất nước là vua nhỏ. Thế nhưng mà một cái người đứng trên cái quyền lực của cái vị vua cai trị trực tiếp đấy chính là Thái Thượng Hoàng. Bởi vì thế nào? Ông ấy giữ lại cho mình một cái quyền lớn nhất, đấy là quyền phế truất vua. Đấy thì nó nói được lên được mối quan hệ rồi, quyền lực của Thái Thượng Hoàng trong mối quan hệ này. Ví dụ như vậy. Hay là ví dụ như hai câu chuyện về Chu Văn An, về Nguyễn Hiền chẳng hạn. Thì một là gì, nó nói lên cái gì? Một là nó cho thấy là giáo dục khoa cử của thời Trần khá là phát triển. Đấy. Không chỉ là cái trường Quốc Tử Giám, mà ở đây chúng ta còn có những cái trường dạy học do các cái người thầy, những cái vị quan thành đạt mở ra, và sau này có rất là nhiều người thành đạt ở đây. Ví dụ như là học trò của Chu Văn An là Phạm Sư Mạnh, Lê Quát chẳng hạn. Ví dụ thông qua cái hình ảnh Chu Văn An, chúng ta thấy được rằng là gì đây, cái giáo dục thời Trần nó khá là phát triển. Thứ hai nữa là gì đây, thông qua cái câu chuyện của cái Trạng Nguyên trẻ tuổi Nguyễn Hiền, chúng ta thấy rằng là thời Trần ấy có rất là nhiều người tài, thì trong đó thì có những người đỗ đạt như Nguyễn Hiền khi mà rất là trẻ, đấy, tài năng tài giỏi như vậy. Và ở trong cái câu chuyện này thì có nói về một cái danh danh xưng ấy, đấy là Trạng Nguyên. Chúng ta biết rằng là gì đấy, cái
Danh hiệu Tam Khôi Trạng Nguyên Bảng Nhà Thám Hoa cũng là cái danh hiệu dưới thời nhà Trần này, cho nên là thông qua hai câu chuyện này nó nói lên cái gì ạ? Nó nói lên cái giáo dục khoa cử nho học dưới thời Trần nó khá là phát triển, và thời Trần ấy đã định lệ là cái người đứng đầu đỗ đạt, người đỗ đầu một cái khoa thi ấy, thì được gọi là Trạng Nguyên đấy. Và cái giáo dục của thời Trần ấy nó không chỉ có giáo dục ở Văn Miếu Quốc Tử Giám mà nó có cả cả những cái trường học tư nhân do những cái người thầy rất là tài năng nổi tiếng mở ra, và có rất là nhiều người đã đỗ đạt ở những cái trường học tư nhân này, thì người ta cũng phản ánh một phần cái diện mạo của cái gì đấy, của cái giáo dục với cái thời kỳ này là như vậy đấy. Thì tức là chúng ta thông qua những cái câu chuyện về những cái nhân vật cụ thể này để chúng ta nói về gì đấy, lịch sử của một cái, một như tôi nói, một lịch sử của một triều đại, lịch sử của một quốc gia, một dân tộc ở đây đấy. Thì cái cách, tức là cái cách tiếp cận như thế này thì nó cũng mới hơn so với trước đây. Thế nhưng mà các thầy các cô cũng không không băn khoăn nhiều lắm, vì tôi nghĩ rằng là những cái nội dung rất là căn bản cũng đã được trình bày trong cuốn sách này, và cái cách thức mà sử dụng cái câu chuyện này như thế nào để dạy lịch sử thì ví dụ trong sách chúng tôi cũng hướng dẫn, trong sách giáo viên, trong cái bài dạy chúng tôi cũng có hướng dẫn các thầy các cô, và trong cái buổi tập huấn này có điều kiện thì tôi cũng đã chia sẻ một cái phần nào đó, thì hy vọng là có thể là những cái định hướng để các thầy các cô dạy các cái câu chuyện lịch sử này nó có hiệu quả trong các cái bài học lịch sử đấy. Hay là ví dụ các thầy các cô thấy đây, ví dụ khởi nghĩa Lam Sơn và Triều Hộ Lê chẳng hạn, thì nó có hai cái vế rất là rõ, một là khởi nghĩa Lam Sơn, hai là Triều Hộ Lê. Thì gắn với khởi nghĩa Lam Sơn thì nó có ba cái câu chuyện đấy. Một đó là cái buổi đầu của khởi nghĩa Lam Sơn này, khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, nó thông qua câu chuyện của ông ấy dựng cờ khởi nghĩa như thế nào, hội thề Lũng Nhai, rồi là Chí Lớn vân vân, hình ảnh Lê Lợi như thế nào, tại sao ông lại là thủ lĩnh, là trung tâm để tập hợp khởi nghĩa ở đây, hay rồi là cái câu chuyện của khởi nghĩa này đã trải qua rất là nhiều gian khổ, trong đó có những cái tấm gương hy sinh để có thể gì đấy để cứu Chúa, ví dụ như là chuyện Lê Lai quên mình cứu Chúa, hay ví dụ như là có những cái câu chuyện về bộ óc vĩ đại nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là Nguyễn Trãi với cuộc đấu tranh không mệt mỏi dụ hàng của gì đấy, của nghĩa quân Lam Sơn này, dụ hàng quân Minh này, đúng không? Và có một cái câu chuyện về một cái trận đánh tiêu biểu nhất là trận Chi Lăng, cũng được kể dưới dạng câu chuyện có được đồ minh họa để học sinh có thể kể lại cái gì đấy, cái chiến thắng Chi Lăng này một cách nó sinh động đấy. Hay là ví dụ về 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 Triều Hậu Lê chẳng hạn, thì ở đây có nói về hai cái nhân vật rất là nổi tiếng. Một đó là một cái vị vua gọi là khá là tài năng trong lịch sử Việt Nam, đó là Lê Thánh Tông. Thì thông qua cái cuộc đời, thông qua hơn 30 năm làm vua của ông, về những biện pháp của ông làm, thông qua cuộc cải cách là những biện pháp mà ông ấy tiến hành trong cái quá trình trị nước, thì nó cũng phản ánh một cái gì đấy, một cái bước phát triển mới của Triều Hậu Lê đấy. Ví dụ như là ban hành luật Hồng Đức này, vẽ bản đồ Hồng Đức bản đồ này, rồi là cải cách hành chính này, rồi ban hành lộc điền quân điền vân vân, một loạt các cái biện pháp ở đó đấy. Hay là cái chuyện chặng đường Lương Thế Vinh thì nó cho thấy rằng gì đấy, đến thời kỳ này thì khoa học tự nhiên bắt đầu phát triển, chúng ta có những nhà toán học rất là tài năng theo cái cách của Phương Đông đấy, ví dụ như vậy đấy. Thì đấy là thành tựu về khoa học, về kỹ thuật của chúng ta ở đây đấy. Thì thông qua những cái nhân vật như vậy thì nó phản ánh một cái thành tựu trong xây dựng đất nước, hoặc nó phản ánh một cái chính sách, một cái chế độ nào đó trong lịch sử đất nước. Cho nên các thầy các cô hãy sử dụng những cái câu chuyện lịch sử này, nó giống như là một cái nguồn tư liệu để các thầy các cô khai cho học sinh khai thác, để các thầy các cô tổ chức bài dạy cho nó hiệu quả đấy. Ở đây thì nó trong cái ngoài các cái bài học lịch sử này ra, thì các thầy các cô biết rằng là chúng ta có một cái có những cái trong cái phần thế giới ạ, chúng ta cũng có những cái nội dung mà nó thể hiện cái tính tích hợp, và nó có những cái nội dung mới ở đây. Tôi lấy ví dụ như trong cái bài Campuchia này, trong bài Lào này, trong bài Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này, tức là Trung Quốc á, thì bên cạnh cái việc chúng ta học ở dưới góc độ địa lý như trước đây, thì chúng ta có học một số cái nét tiêu biểu về văn hóa của các cái quốc gia này dưới dạng gọi là các cái công trình, dưới gọi là các cái công trình tiêu biểu của Lào, Campuchia, của gì đấy, của Lào, Campuchia, của Trung Quốc ở đây, thì nó cũng là một cái nét rất là mới ở đây. Hay là ví dụ như là chúng ta có một cái bài gọi là hai cái bài về hai cái nền văn minh rất là tiêu biểu của nhân loại, đúng không ạ? Đó là một là văn minh Ai Cập, hai là văn minh Hy Lạp.
Thì hai cái nền văn minh này là một cái nền văn minh là biểu diễn cho phương Đông nông nghiệp, một cái nền văn minh Hy Lạp là tiêu biểu cho văn minh phương Tây. Đấy, nó cũng rất là đặc trưng với những cái thành tựu về văn minh chủ yếu ở dưới góc độ kiến trúc rồi là điêu khắc vân vân. Đấy thì nó cũng là những cái điểm mới ở trong này, nhưng mà nó dậy dưới góc độ văn minh văn hóa thì tôi nghĩ nó cũng không khó. Rồi đến cái chủ đề thứ sáu là chủ đề cuối cùng của chúng ta, thì chúng ta có một cái chủ đề gọi là đây. Chung tay xây dựng thế giới có hai bài, bài 26 và 27. Bài 26 là xây dựng thế giới xanh sạch đẹp. Thì cái bài này là bài cái thiên về gọi là địa lý môi trường vân vân. Thế còn bài cuối cùng là bài xây dựng thế giới hòa bình, chúng ta khép lại toàn bộ cái chương trình này. Thế thì bài này thì là gì đấy? Mục đích là cuối cùng sau khi chúng ta đã hiểu về địa phương mình, hiểu về đất nước mình, hiểu về thế giới, thì chúng ta làm thế nào để chúng ta chung tay xây dựng một cái thế giới nó thật sự là tốt đẹp, vừa là xanh sạch đẹp về mặt địa lý và vừa là một cái thế giới hòa bình về mặt xã hội. Đấy thì tôi nghĩ rằng là hai cái bài này là hai cái bài mà nó thể hiện cái tính tích hợp xuyên môn ấy, rất là cao ở đây. Đấy, ở đây ranh giới giữa lịch sử và địa lý nó xóa nhòa, và nó cũng không phải là dạy về lịch sử văn hóa mà nó có tích hợp lịch sử văn hóa với chính trị với lại xã hội, những vấn đề chính trị, vấn đề xã hội ở đây. Đấy thì cái câu chuyện chung tay xây dựng thế giới hòa bình này ở đây thì nói về những cái khát vọng của nhân loại trong cái tiến trình xây dựng thế giới hòa bình, và chúng ta và các bạn nhỏ ở cấp tiểu học là với cái vai trò của mình như vậy thì mình có thể đóng góp một cái tức là đóng góp một cái phần nào đó vào để theo một cái cách của mình ở cái tuổi của mình như vậy để vào việc là chung tay xây dựng thế giới hòa bình. Thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái bài học mà nó cũng thể hiện một cái gọi là có cái điểm nhấn ở đây. Đấy, điểm nhấn ở đây và nó khép lại toàn bộ cái chương trình và môn lịch sử địa lý ở cấp tiểu học. Đấy, thì nó là một cái bài mà nó không phải lịch sử cũng không phải là địa lý, mà nó là một cái bài mà nó thể hiện cái tính tích hợp liên môn rất là nhuần nhuyễn và cao ở đấy. Và thì đấy là toàn bộ những cái nội dung về mạch lịch sử ở trong cái chương trình môn lịch sử và địa lý ở lớp 5 này. Sau đây thì các thầy các cô xem là trong những cái phần tôi trình bày và cả phần trình bày buổi sáng nay của cô Giang, thì các thầy các cô xem là các thầy các cô có gì băn khoăn, các thầy các cô có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ giải đáp cho các thầy các cô ạ. Trong lúc chờ câu hỏi của các thầy các cô thì tôi sẽ chiếu cho các thầy các cô xem một cái video, một tiết dạy minh họa, và tôi sẽ phân tích cho các thầy các cô xem là ở cái tiết dạy minh họa này thì các thầy các cô đã gì đấy, đã xử lý cái yêu cầu cần đạt như thế nào để đạt được yêu cầu cần đạt ở đây. Và các thầy các cô sẽ thấy là hai cái điểm mới của cái cuốn sách này đó là sử dụng tư liệu như thế nào trong dạy học lịch sử, và sử dụng cái câu chuyện đấy như thế nào trong cái tiết dạy minh họa này thì cũng được cô giáo thể hiện ở đây. Nên là tôi cũng sẽ dùng cái video tiết dạy minh họa này để giới thiệu với thầy các cô cái cách thức tổ chức một cái bài dạy học, một ví dụ thôi ạ, một phương án tổ chức dạy học để các thầy các cô hình dung, có thể có những hình dung cụ thể hơn. Thì trước khi mà chiếu video này thì tôi cũng sẽ giới thiệu một chút cái bài học này và cái yêu cầu cần đạt của cái chủ đề này để các thầy các cô hình dung. Anh chiếu lại hộ chị cái slide trước. Vâng ạ, lát nữa thì tôi cũng sẽ để lại số điện thoại, nếu các thầy các cô cần thì các thầy các cô có thể liên hệ. Zalo thì tôi không chặn tin nhắn người lạ, vì vậy các thầy các cô không cần kết bạn vẫn có thể nhắn tin. Nếu gọi điện thì nhiều khi nó bất tiện thì các thầy các cô có thể nhắn tin ạ. Tôi sẽ lấy một cái bài lịch sử thôi nha. Em có bản thảo cuốn sách này không? Đây là không có nha. Em mở đúng file của chị à? Em mở đúng file của chị.
Em mở đúng phần chị em. À, cái phần thì tôi sẽ giới thiệu với các thầy các cô một cái tiết dạy minh họa. Thì cái tiết dạy minh họa này thì khi mà nhóm tác giả của chúng tôi lựa chọn cái tiết dạy minh họa này, chúng tôi cố gắng chọn một cái nội dung mà làm thế nào đó để nó giải quyết được hai cái vấn đề ở đây, đó là cái việc sử dụng một cái tư liệu trong dạy học lịch sử như thế nào, và thứ hai là khai thác một cái câu chuyện theo cái gọi là tư liệu đấy để dạy nội dung này như thế nào. Đấy thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là ở đây ấy, trong cái bài triều lý này thì chúng ta thấy là bài triều lý và việc đính đồ ở Thăng Long này, bài này trong cái phân phối mà nhóm tác giả dự kiến ấy, là chúng tôi sẽ dạy bài này trong vòng 3 tiết. Đấy, 3 tiết. Thế thì 3 tiết thì chúng ta có 3 cái yêu cầu cần đạt. Một đó là sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử, ví dụ như câu chuyện này, văn bản này, tranh ảnh liên quan đến triều lý. Thế thì đối với yêu cầu cần đạt này, như tôi nói với các thầy các cô là yêu cầu cần đạt này nó sẽ không thể hiện ở trong cái phần khám phá, và trong cái thiết kế thì nó sẽ không có những cái câu hỏi để học sinh có thể hoạt động để đạt được yêu cầu cần đạt này. Lý do vì sao như vậy? Bởi vì các thầy các cô biết rằng là để có thể sưu tầm, có thể giới thiệu được tư liệu lịch sử như vậy thì học sinh cần có thời gian, và nó không thể thực hiện được ở trên lớp bởi vì cái điều kiện nó không 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 đầy đủ cho học sinh có thể làm cái chuyện đó. Cho nên đối với cái phần giới thiệu một số cái đoạn tư liệu này ấy, thì chúng tôi đã để cái phần đây, các thầy các cô sẽ thấy cái yêu cầu cần đạt của cái phần của cái giới sưu tầm và giới thiệu một số tư liệu, các thầy các cô thấy nhé, là chúng tôi đã để xuống phần vận dụng đấy, và phần vận dụng ở đây chúng tôi cũng không để một cách chung chung như vậy, mà chúng tôi có một nhiệm vụ đó là sưu tầm tư liệu. À đúng rồi, đúng ạ. Đấy, và tư liệu này là cái gì? Là tranh ảnh, là câu chuyện, nhưng mà chúng tôi khuôn không phải là nó rất rộng giống như yêu cầu cần đạt, mà ở đây là chỉ sưu tầm những cái tư liệu về có thể là tranh ảnh, có thể là câu chuyện về một di tích lịch sử hoặc là một nhân vật lịch sử của nhà Lý thôi. Như vậy là gì đấy? Đối với yêu cầu cần đạt này thì sau khi học xong bài này các con về, các con có thể ví dụ ở những cái nơi mà gì đấy, điều kiện nó khó khăn một chút chẳng hạn, thì có thể là gì đấy, có những cái câu chuyện lịch sử về triều Lý đã được học trong chương trình tiếng Việt hoặc là chương trình kể chuyện, các con có thể sưu tầm những cái câu chuyện về những cái nhân vật mà được nhắc đến trong bài hoặc là liên quan đến triều Lý chẳng hạn. Đấy, ở những nơi mà ví dụ điều kiện tốt hơn chẳng hạn, có thể vào internet, có thể gì đấy tìm tranh ảnh, thì chúng ta có thể tìm những cái di tích mà gắn với vương triều này, ví dụ như là chùa Một Cột này, đúng không, Hoàng thành Thăng Long này, tượng đài Lý Công Uẩn này, đền Đô này, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy, vân vân như vậy. Đấy thì chúng ta, tức là cái yêu cầu cần đạt đầu tiên này ấy, thì các thầy các cô thấy là gì? Nó là một cái yêu cầu cần đạt ở trong 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 ở trong bài học. Tuy nhiên thì chúng tôi đã giải quyết nó là chúng tôi đưa nó xuống cái phần vận dụng, đúng không ạ? Như vậy trong cái bài này chúng ta chỉ có hai cái yêu cầu cần đạt chúng ta phải giải quyết thôi, đúng không ạ? Yêu cầu thứ nhất đó là trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua câu chuyện về một số nhân vật lịch sử như là Lý Công Uẩn này, Lý Thường Kiệt, Nguyên Phi Ỷ Lam và Từ Đạo Hạnh. Yêu cầu cần đạt thứ hai là đọc và nêu được nhận xét về nội dung và ý nghĩa của chiếu rời đô. Đấy thì có hai cái yêu cầu cần đạt như vậy, và với cái bài này ấy, thì người ta tổ chức thành hai mục, đúng không? Một là triều lý định đô ở Thăng Long, và thứ hai là triều lý xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế thì như tôi nói là bài này thì trong cái thiết kế của chúng tôi thì chúng tôi dự kiến là chia thành 3 tiết, và cái tiết mà chúng ta dạy minh họa ấy, thì nó nằm là cái tiết 1. Tiết 1 là nói về cái việc định đô ở Thăng Long của triều lý. Thế thì cái việc định đô ở Thăng Long triều lý này nó sẽ giúp giải quyết những yêu cầu cần đạt nào ở đây? Đấy, đúng không ạ? Nó sẽ giúp giải quyết yêu cầu cần đạt nào ở đây? Thì cái thứ nhất ấy, là cái yêu cầu cần đạt thứ ba là nó sẽ giải quyết triệt để ở trong cái việc định đô này. Bởi vì là đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của chiếu rời đô thì nó nằm ở trong cái đoạn tư liệu ở cái mục 1 này rồi. Cho nên cái yêu cầu này nó sẽ được giải quyết trọn vẹn ở trong cái mục 1 này. Đối với yêu cầu là trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua câu chuyện về nhân vật lịch sử, ví dụ Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyên Phi, Ỷ Lam, Từ Đạo Hạnh, thì có thể các cô biết rằng là Lý Công Uẩn thì sự nghiệp của ông gắn bó lớn nhất của ông ấy đó là việc sáng lập ra triều Lý và việc định đô ở Thăng Long, đúng không? Đấy, rồi là Lý Thường Kiệt thì gắn với cuộc kháng chiến chống Tống, Nguyên Phi Ỷ Lam thì gắn với sự nghiệp trị nước của vương triều này, và Từ Đạo Hạnh là một trong những vị thiền sư rất là nổi tiếng của vương triều này, cũng có đóng góp đối với sự nghiệp trị nước và gì đấy phát triển văn hóa dân tộc của cái vương triều nhà Lý này. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì đối với cái mục 1 này, ở trong cái mục 1 này này chúng ta chỉ có một cái nhân vật được được gì đấy được sử dụng
để gì đấy, để làm, để xây dựng dữ liệu ở trong cái mục 1 này thôi. Cho nên là đối với tiết 1 mà dạy mục 1 về triều lý định đô ở Thăng Long này thì chúng ta sẽ giải quyết được, thứ nhất là chúng ta giải quyết trọn vẹn cái yêu cầu cần đạt thứ ba là đọc và nêu nhận xét về nội dung và ý nghĩa của chiếu giải đô, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ giải quyết được một phần cái yêu cầu cần đạt thứ hai, đúng không ạ? Đó là một số nét chính của triều Lý, về lịch sử Việt Nam dưới thời nhà Lý, đúng không ạ? Thông qua câu chuyện lịch sử. Thế thì cái nét chính về lịch sử Việt Nam dưới thời nhà Lý ở trong mục 1 này giải quyết được cái chuyện gì? Một ấy, đấy là giải quyết được việc là nhà Lý được thành lập. Thứ hai là nhà Lý đã rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Đấy, và thông qua, và cái hai cái sự kiện này nó đều thông qua một cái nhân vật ở đây thôi, đó là Lý Công Uẩn. Đấy, thì như tôi nói với thầy các cô, cho nên là chúng ta sẽ không kể, tức là khi mà nhìn đến câu chuyện này chúng ta sẽ không yêu cầu các bạn ấy là kể cái câu chuyện này, mà chúng ta sẽ phải dùng cái câu chuyện này khai thác để đạt được cái yêu cầu cần đạt, để làm sao học sinh nói được cái gì đây ạ, nói được cái nét chính về lịch sử Việt Nam dưới thời nhà Lý thông qua cái nhân vật Lý Công Uẩn này, đúng không ạ? Đấy, thì cái tiết 1 ở trong cái tiết dạy minh họa ở đây ấy, thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là các thầy các cô ấy sẽ dạy toàn bộ trọn vẹn cái mục 1 này. Và như tôi nói là khi dạy mục 1 này nó sẽ đạt được toàn bộ cái yêu cầu cần đạt số 3 và một phần cái yêu cầu cần đạt số 2. Đấy. Và trong cái phần này vì nó là một tiết dạy minh họa cho nên ngoài phần khám phá thì nó cũng sẽ có phần khởi động này và phần luyện tập nữa. Đấy, thì các thầy các cô xem cái tiết này các thầy các cô cũng sẽ hình dung ra cái kịch bản tổ chức dạy học của một tiết. Ngoài ra ấy, thì trong cái cấu trúc bài học chắc là các thầy các cô tập huấn trước đã giới thiệu hoặc là khi giới thiệu sách chúng tôi cũng đã nói rồi, tức là cái phần khởi động ấy các thầy các cô ạ, cái phần khởi động của chúng ta là cái phần mà mở đầu bài học, đúng không, là cái phần mà chúng ta gọi là chúng ta tạo một tình huống học tập này, đúng không, hay là chúng ta có một cái hình ảnh để gợi mở, có liên kết với lại kiến thức bài học mới để chúng ta dẫn dắt vào bài học mới. Nhưng mà khi mà chúng tôi giới thiệu phần khởi động này, chúng tôi luôn luôn nói với các thầy các cô rằng là cái phần khởi động này các thầy các cô có thể tham khảo cái phần khởi động của chúng tôi. Nhưng mà các thầy các cô cũng hoàn toàn có thể là sáng tạo một cái phần khởi động hoàn toàn khác, miễn làm sao nó đảm bảo được cái là cái phần khởi động của các thầy các cô nó có những cái liên hệ nhất định đối với bài học mới, và nó gì đấy, nó làm cho học sinh cảm thấy là hứng thú này để bắt đầu bài học mới. Và khi các thầy các cô đã sáng tạo ra một phần khởi động khác với chúng tôi như vậy thì các thầy các cô không cần sử dụng cái phần khởi động của chúng tôi nữa, mà các thầy các cô sẽ sử dụng một khởi động hoàn toàn khác. Tương tự như vậy đối với cái phần luyện tập chẳng hạn thì các thầy các cô cũng có thể gì đấy, ngoài cái phần luyện tập mà chúng tôi gợi ý, các thầy các cô hoàn toàn có thể sáng tạo cái phần luyện tập theo cách của các thầy các cô. Thế bây giờ chúng ta trên cơ sở tôi nói những cái điểm như vậy thì chúng ta sẽ xem một cái tiết dạy cụ thể để xem các thầy các cô đã, một là đã gì đấy, đã dùng những cái gợi ý ở trong cuốn sách của chúng tôi như thế nào, và thứ hai là các thầy các cô đã sáng tạo nó trên cơ sở cái nền tảng cuốn sách của chúng tôi như thế nào để các thầy các cô hình dung rõ hơn nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ mời các thầy các cô xem video, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không xem liên tục, mà tôi sẽ có thể là khi mà các thầy cô xem thì tôi cũng sẽ ngắt từng đoạn, tôi dừng lại, tôi phân tích với các thầy các cô là cái này thì đang tổ chức hoạt động để đạt được cái mục tiêu nào, cô giáo đã làm như thế nào để các thầy các cô hình dung rõ hơn. Tất nhiên là cái comment của tôi thì nó cũng mang tính, tôi nghĩ là nó cũng mang tính chủ quan và là một cái tham khảo để các thầy các cô có thể tham khảo cái cách mà tôi nhìn nhận về cái tiết học đó thôi. Còn tôi nghĩ rằng là các thầy các cô ở đây khi mà xem xong thì các thầy các cô cũng sẽ có những cái gì đấy, có những cái góc nhìn mà khác tôi, thì các thầy các cô coi như những cái mà tôi sẽ giải thích trong cái clip này như một cái gợi ý, một cái tham khảo thì các thầy các cô có thể tổ chức một cái tiết dạy học của mình cho nó phù hợp để các cô nhé. Vâng. Chương trình 2018 thì tôi cũng sẽ nhờ bạn kỹ thuật, bạn ấy gửi cho các thầy các cô luôn. Thứ hai nữa là số điện thoại tôi cũng sẽ gửi qua đây cho các thầy các cô luôn. Một số các thầy các cô nói rằng là hướng dẫn ma trận, xây dựng ma trận đề kiểm tra. Thực ra thì là bởi vì trong một cái buổi tập huấn nó xem là khởi động nó có giống cái phần ở trong gợi ý không các thầy các cô nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy cô nói rằng là mã đề và mã trần đề. Vâng, tôi sẽ tìm cách nào đó để có thể gửi cho các thầy các cô ạ. Vâng, thưa cô, là trong bài hát của các triều đại là Đinh, Lý, Trần và Lê ạ. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc có rất nhiều triều đại. Cô muốn giới thiệu với các con về một triều đại mà em về lại một triều đại mật vào một chút mình nghe lại đi. Thăng Long Hà Nội, đó là triều Lý. Để giúp các con hiểu sâu hơn về vương triều này, ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua bài Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long. Cô mời các con mở sách giáo khoa 240. Dừng video một chút. Okay. Như vậy là các thầy các cô vừa rồi các thầy các cô thấy rằng là so với cái phương án khởi động đúng không? Ở trong sách giáo khoa thì cái cô giáo ở trong cái tiết dạy minh họa thì cô đã sử dụng một cái phương án khởi động khác là cô ấy cho các bạn ấy hát một cái bài hát đúng không ạ? Và trong cái bài hát này thì có nhắc tên của các cái triều đại Việt Nam, ở trong đó có triều Lý, và bằng cách như vậy thì cô giáo đã khởi động là trong lịch sử Việt Nam thì có rất là nhiều triều đại, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một trong số các cái triều đại đấy là cái triều đại nhà Lý đấy. Thế thì khi cô ấy đã khởi động bằng một cái bài hát như vậy rồi đấy, đúng rồi ạ, tiếng video thì hơi nhỏ bởi vì cái thu âm ngày hôm trước thì là cái phần của cô giáo thì nó hơi nhỏ, có thể các cô chịu khó thông cảm một chút ạ. Học sinh thì rất là rõ, nhưng mà của cô giáo thì hôm mà dạy cái tiết dạy minh họa này thì cái phần thu âm của cô giáo nó bị lỗi, cho nên là tiếng của cô giáo, cái lệnh của cô giáo ấy, thì nó hơi nhỏ thành cô đấy. Thì tức là cô ấy không sử dụng cái việc là cho quan sát cái hình ảnh chùa một cột đấy ở trong cái phương án khởi động đấy, thì các cô ấy bỏ luôn cái phương án khởi động này mà cho hát một bài hát, sau đó đặt một câu hỏi là nêu các cái triều đại mà được nhắc đến trong bài hát đấy, thì trong đó có triều Lý, và bằng cái cách đó thì cô ấy có thể dẫn vào cái bài học như vậy đấy. Thì thông qua cái bài này thì thông qua một cái phương án khởi động của một tiết dạy minh họa như vậy thì muốn nói với thầy các cô rằng là gì, tức là mình có thể linh hoạt cái phần khởi động. Tức là nếu các thầy các cô cảm thấy là cái phần khởi động mà chúng tôi gợi ý giúp các thầy các cô thì nó phù hợp và mình cảm thấy mình có thể tổ chức để nó hấp dẫn được thì các thầy các cô cũng có thể tổ chức dùng cái phương án đấy để khởi động. Nhưng mà nếu các thầy các cô thấy rằng là gì đây, nó không hợp lý đúng không, thì các thầy các cô hoàn toàn có thể thay thế một cái phương án khởi động khác, giống như cái cách cô giáo ở trong tiết dạy minh họa mình đã làm đúng không ạ. Thì đấy là cái phần khởi động. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem một chút cái phần khám phá nhé các thầy các cô, để xem là cô giáo đã xử lý cái việc mà cho học sinh khai thác tư liệu như thế nào, rồi là sử dụng cái câu chuyện này để cho học sinh gì đây, học sinh khai thác cái câu chuyện này như thế nào. Việc làm đầu tiên và quan trọng ngay sau khi Lý Công Uẩn lên
làm vua, đó là thời đô. Vậy thì việc thời đô đó diễn ra như thế nào? Thế vậy, năm 1010, vua Lý Thái Tổ rời đô ra thành Thái La, đổi tên thành Thăng Long. Để hiểu rõ hơn vì sao ông lại rời đô ra Đại La, mục đích và ý nghĩa của việc rời đô này như thế nào, thì cô mời các con sẽ cùng thảo luận nhóm 6 để chúng ta tìm câu trả lời nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô nội dung thảo luận nào. Cô mời Thanh Hà. Dạ, con thưa cô. Thảo luận nhóm, đọc thông tin tư liệu, trích trong chiếu rời đô, trang 41. Trả lời câu hỏi 1. Mục đích của việc rời đô. 2. Lý do rời đô ra thành Đại La. 3. Ý nghĩa của chiếu rời đô. Để giúp các con có thể trả lời được các... Vâng ạ, đúng rồi. Như các thầy các cô phản ánh, tức là học sinh, cô giáo thì nói rất là nhỏ, còn học sinh thì đỡ hơn một chút. Đấy, nhưng mà cái video này nó quay thì nó đã bị lỗi, nên các thầy các cô cũng thông cảm một chút. Ở đây thì chúng tôi vẫn nghe được nhưng mà rất là hạn chế. Còn những các thầy các cô mà tập huấn ở trong một cái phòng học thì có lẽ là nó sẽ hạn chế hơn. Thế nhưng mà ở đây thì tôi muốn dùng một số đoạn để tôi minh họa các thầy các cô thôi, chứ chúng ta cũng sẽ không xem hết cái nội dung này các thầy các cô ạ. Thông qua cái đoạn hoạt động vừa rồi thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là cô giáo đã tổ chức cho học sinh một là gì đấy ạ? Vâng, đúng rồi, cô giáo thì nói nhỏ, học sinh mic của học sinh thì ổn thầy các cô. Thế thì ở đây thì thông qua vừa rồi thì các thầy các cô thấy ở một cái hoạt động này thì cô giáo đã gì đấy, cô giáo đã cho học sinh khai thác cái đoạn tư liệu đúng không, chiếu rời đô này đấy, và trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mục đích của việc rời đô này, câu hỏi nêu mục đích của việc rời đô này, câu hỏi thứ hai là nêu gì đấy, lý do vì sao lại rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, và câu hỏi thứ ba là nêu ý nghĩa của chiếu rời đô. Thế thì với ba cái câu hỏi mà cô giáo xử lý như vậy, cô giáo tổ chức cho lớp hoạt động nhóm 6 đấy, và các bạn sẽ báo cáo lần lượt theo ba cái câu hỏi như vậy. Thì đấy thì là cái cách mà các thầy các cô sẽ thấy là mặc dù trong trong cái câu hỏi của chúng tôi ở trong sách ấy là nêu vào nội dung và ý nghĩa của chiếu rời đô, tuy nhiên trên thực tế khi dạy thì cô giáo đã không dùng cái câu hỏi này, không phải không dùng câu hỏi này mà cô giáo đã thay đổi cái cách hỏi đi để cho nó tường minh hơn và nó phù hợp hơn với học sinh của các thầy các cô. Đấy thì đã chia làm ba câu hỏi và hoạt động theo nhóm 6 để các con lần lượt khai thác cái tư liệu trong chiếu rời đô và trả lời các cái câu hỏi như vậy. Thì đấy cũng là một cái cách mà nó làm cho cái câu hỏi nó gì đấy, nó trở nên nó phù hợp hơn với học sinh của các thầy các cô ấy. Đấy. Thì đấy là một cái hoạt động mà để khai thác tư liệu. Bây giờ thì sẽ mời các thầy các cô xem một cái hoạt động để các thầy các để xem cô giáo đã khai thác cái câu chuyện này để cho học sinh gì đấy, để cho học sinh khai thác thông tin của câu chuyện này để phục vụ cho bài học này như thế nào. Đấy, để bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp một cái đoạn video nhé. Em tua đến cái đoạn là bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái đoạn sau nữa nhé. Chúng ta bỏ qua cái đoạn học sinh báo cáo nhé, thầy các cô nhé. xem cả ở trên trang web hành trang số mình có đấy thầy cô, thì các thầy các cô có thể xem nhé. Vâng, hoặc là nếu có thể tổng bao nhiêu phút nhỉ? Ok. Thế thì em cho các thầy cô. Vâng, thế thì mời các thầy cô sẽ xem cái phần báo cáo của học sinh luôn ạ. Em nick lại cái chỗ này. Không, cái chỗ phần cáo phải qua này. Vâng, thế vâng, thì các thầy các cô sẽ xem xong thì tôi sẽ bình luận thêm một chút nữa thôi ạ. Vâng. Đó là thời đô. Tiếng sẽ có thể, vâng, nhất định nhất trí ra xem cả. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ thời đô ra thành Thái La. Đổi tên thành Thăng Long. Để hiểu rõ hơn vì sao ông lại rời đô ra Đại La, mục đích và vâng, thì có khoảng hơn 10 phút thôi thì các thầy các cô sẽ xem nhé. Thì cô mời các con sẽ cùng thảo luận nhóm 6 để chúng ta tìm câu trả lời nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô nội dung thảo luận nào. Cô mời Thanh Hà. Dạ, con thưa cô. Thảo luận nhóm, đọc thông tin tư liệu, trích trong chiếu rời đô, trang 41, trả lời câu hỏi 1. Mục đích của việc rời đô. 2. Lý do rời đô ra thành Đại La. 3. Ý nghĩa của chiếu rời đô. Để giúp các con có thể trả lời được các câu hỏi này, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và xem một đoạn video sau nhé.
Và các bạn, sau đây nhóm con xin trình bày kết quả thảo luận của nhóm con. Mục đích của việc rời đô, cốt để mưu nghiệp lớn, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Mời các nhóm có ý kiến nhận xét. Mời nhóm của cậu. Tớ cũng đồng ý với cái kết quả thảo luận của nhóm cậu. Tớ cảm ơn ý kiến nhận xét của nhóm cậu. Còn nhóm nào có ý kiến bổ sung khác không? Nếu không còn ý kiến khác, nhóm tớ xin kết thúc phần trình bày ở đây. Cô cũng đồng ý với ý kiến thảo luận của nhóm bạn Khánh Vy và ý kiến nhận xét của nhóm bạn Khánh. Các bạn ạ, mục đích của việc rời đô ra thành Đại La chính là để phát triển đất nước. Vậy thì theo các con, vì sao vua Lý Thái Tổ lại chọn rời đô ra Đại La? Không phải ý kiến của nhóm bạn Giang à? Con thưa cô và các bạn, sau đây con xin trình bày kết quả thảo luận của nhóm con. Lý do Lý Công Uẩn rời đô ra Đại La là vì Đại La ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng quận hổ ngồi, tiện nghi núi sông sau trước. Có nhóm nào có ý kiến bổ sung không? Tớ mời nhóm cậu. Tớ muốn bổ sung thêm cho nhóm cậu là vùng này đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, mua vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Nhóm nào có ý kiến bổ sung nữa không? Nếu không còn, tớ xin kết thúc phần trình bày của nhóm tớ tại đây. Cô đồng ý với ý kiến của nhóm bạn Thanh Ngân. Em đang mình mic, em bật đi nghe nhỉ. Các bạn ạ, sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra thành Đại La, đã đổi tên là Thăng Long. Vậy các con có biết Thăng Long nghĩa là gì không? Không ạ, Thanh Thảo. Như cô là tương truyền rằng khi rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, lúc đoàn thuyền của vua đỗ rồi thì có rồng vàng hiện lên, nên nhà vua đã đổi tên đô mới là Thăng Long. Thăng Long nghĩa là rồng bay lên ạ. Với mong muốn vận nước được lâu dài, phong tục giàu thịnh, nên vua Lý Thái Tổ đã chọn một nơi có đủ điều kiện để phát triển kinh đô mới, đó là thành Đại La. Mà ông nhận thấy đây là một vùng đất có thế tương quận cổ ngồi, đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa. Và ông nhận tên khắp nước Việt, đây chính là nơi thắng địa, thực là chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Vậy thì cái việc rời đô ra thành Đại La đó nó có ý nghĩa như thế nào? Cô mời ý kiến của nhóm Trung Anh nào? Con thưa cô và các bạn, sau đây con xin phát biểu ý kiến của nhóm con. Ý nghĩa của việc rời đô ra thành Đại La thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kỳ mới của đất nước. Có nhóm nào có ý kiến gì không ạ? Mời bạn. Tớ muốn bổ sung thêm chữ phát triển trong câu đồng thời mở ra thời kỳ mới của đất nước. Tớ cảm ơn ý kiến của nhóm bạn Anh Thư. Còn nhóm nào có muốn bổ sung ý kiến không? Nếu không còn nhóm nào muốn bổ sung ý kiến, tớ xin kết thúc bài trình bày ở đây. Cô cảm ơn ý kiến của nhóm bạn Thùy Chi, đúng như là bạn Anh Thư đã nhận xét đúng không ạ? Con để cho cô trả lời. Đó là gì ạ? Ý nghĩa của cái việc rời đô ra thành Đại La nó thể hiện cái tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.
mà còn trở thành kinh đô của nhiều triều đại sau này, và đưa Thăng Long Hà Nội trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhiều triều đại trong nhiều thời kỳ lịch sử. Và đến nay Hà Nội đã có hơn 1.000 năm tuổi, nó vẫn minh chứng cho cái lựa chọn của một vị thái tổ trở thành thủ đô của Việt Nam và trở thành một trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của nước ta. Các con ạ, cô nhận thấy các nhóm còn lại các con cũng đã đưa ra được ý kiến của mình. Cô khen các nhóm làm việc rất là hiệu quả, và một tràng pháo tay thật sự to cho cô nào. Hôm nay cô trò chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về triều Lý, về Lý Công Uẩn cũng như là việc định đô của triều Lý ở Thăng Long. Bây giờ cô sẽ thưởng cho con một trò chơi, các con đồng ý không? Các con hãy ghi những nét cơ bản nổi bật về cuộc đời cũng như là những đóng góp của vua Lý Thái Tổ và các tấm thẻ. Thời gian cho các con làm việc cá nhân là 1 phút. Các con đã hiểu rõ chưa nhỉ? Rồi ạ. Thời gian cho các con 1 phút là đã hết. Bây giờ cô muốn xem các con đã ghi được những cái thông tin nào. Các con lưu ý cho cô, khi chúng ta trình bày thì ý kiến của bạn thứ hai sẽ không trùng lặp với bạn trước. Các con nhớ chưa? Rồi ạ. Con bạn nào có ý kiến bổ sung thêm không? À không, đúng không nào? Cô nhận thấy rằng là trong thời gian là 1 phút, các con đã ghi được rất nhiều những thông tin về vua Lý Thái Tổ. Tuy nhiên thì các bảng này lại chưa sắp xếp theo đúng trật tự. Bây giờ các con hãy sắp xếp lại giúp cô. Cô mời Quang Minh. Cô mời Thái Hà đó. Con thưa cô và các bạn, con xin phép được kể câu chuyện vị vua sáng lập triều Lý. Lý Công Uẩn quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Lớn lên, ông được theo học nhà sư Vạn Hạnh. Vừa gặp, nhà sư đã đoán ngay, đứa trẻ này không phải người thường. Lớn lên, ắt có thể giải nguy, gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Lý Công Uẩn làm quan đến chức Điện Tiền chỉ huy sứ trong triều Tiền Lê. Khi vua Lê Long Đinh mất mà không có người nối dõi, ông được các quan tôn lên làm vua, lấy tên hiệu là Lý Thái Tổ. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Tương truyền, khi rời đô, khi đoàn thuyền của vua đỗ dưới thành thì có dòng vàng hiện lên, nên ông đặt tên cho kinh đô mới là Thăng Long. Vua Lý Thái Tổ được ca ngợi là người khoan từ, nhân từ, tính ôn nhã, có lượng đế vương. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Cô cảm ơn bạn Linh Chi. Qua câu chuyện của bạn Linh Chi thì cô thấy bạn Linh Chi đã kể đúng nội dung câu chuyện, lời kể tự nhiên, sáng tạo. Và qua câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy được công lao của vua Lý Thái Tổ, đó là sáng lập ra triều Lý và rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, Thăng Long. Ngày nay thì tại vườn hoa Lý Thái Tổ, có đặt tượng đài Lý Thái Tổ như để cách tri ân những đóng góp của vua Lý Thái Tổ đối với mảnh đất Thăng Long Hà Nội và đối với đất nước. Tiết học của chúng ta thì đây là kết thúc rồi. Các con hãy về nhà sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, câu chuyện về các nhân vật lịch sử, về di tích lịch sử thời Lý, để tiết học sau cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời triều Lý. Các con đồng ý không? Chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn tất cả các con.
Vâng. Và như vậy các thầy các cô vừa mới xem xong một cái tiết dạy minh họa, thì ở đó thì các thầy các cô sẽ thấy rằng là có cả đây em chiếu đây chị cái ok các thầy các cô sẽ thấy là ở đó có hai cái, có một là cái tư liệu này cũng được cô giáo khai thác này, thứ hai là cái câu chuyện về về vị vua sáng lập ra triều Lý cũng được cô giáo khai thác ở đây. Một là vừa khai thác họ vừa khai thác câu chuyện này như là một cái nguồn tư liệu để có thể minh họa cho cái gọi là công lao của Lý Công Uẩn, đồng thời là dấu ấn của vương triều nhà Lý, đúng không? Thứ hai là gì đây, ở cái hoạt động cuối thì các thầy các cô cũng thấy rằng là các thầy các cô sử dụng chính những cái thông tin về Lý Công Uẩn trong câu chuyện này để học sinh có thể ghép nối vào để kể lại cái câu chuyện về nhân vật này ở cái phần luyện tập và vận dụng, đúng không? Đấy, thế thì các thầy các cô thấy rằng là gì ạ, có thể là đây là một cái tiết dạy minh họa thì có thể có cả những cái gì đấy, có cả những cái mà các thầy các cô thấy là nó tốt, có cả những cái các thầy các cô thấy là trong cái điều kiện của mình nó chưa tốt, hoặc trong cái điều kiện tiết học đấy nếu làm thế này nó tốt hơn. Thế nhưng mà chúng ta xem một cái tiết dạy minh họa như vậy để chúng ta hình dung rõ hơn cái cách thức mà các thầy các cô thứ nhất là dạy một bài học lịch sử như thế nào này, thứ hai là gì đấy, khai thác tư liệu rồi khai thác câu chuyện và sử dụng nó trong bài học lịch sử như thế nào. Thế nhìn về mặt tổng thể các thầy các cô cũng sẽ thấy rằng là gì đây, nhìn mà tổng thể có thể các cô sẽ thấy là cái cách cái tức là cái hình thức của một cái tiết dạy học theo cái sách mới này nó cũng không có khác nhiều lắm so với lại cái chương trình hiện hành mà trước đây các thầy các cô đã dạy, đúng không? Đấy là cái điểm thứ nhất mà các thầy cô thấy, cho nên mình cũng có thể yên tâm và vững tin để mình thực hiện cái sách giáo khoa mới này thôi. Đấy là cái điểm thứ nhất ạ. Cái điểm thứ hai là có những cái nội dung mà nó khác so với cái cách tiếp cận so với sách cũ ấy, thì các thầy các cô cũng thấy là cô giáo cũng xử lý nó cũng một cách cũng rất là nhẹ nhàng mềm mại thôi, tôi nghĩ là như vậy. Đấy thì là các thầy các cô có thể hình dung là à đấy, tư liệu để khai thác như thế và câu chuyện sử dụng nó như một cái nguồn tư liệu mà mình để khai thác nó như thế nào. Cái thứ ba nữa là trong cái câu hỏi, trong cái nội dung này các thầy các cô sẽ thấy là ở cái phần luyện tập ấy, cô vừa kết hợp kiểm tra lại cái bài cũ thông qua cái việc mà cho học sinh ghi các cái tấm thẻ về những cái điểm nổi bật trong cái cuộc đời của Lý Công Uẩn, đúng không? Và sau đó thì cho học sinh kể lại cái câu chuyện kể lại cái câu chuyện về Lý Công Uẩn theo các cái thông tin chính mà các bạn ấy đã ghi trong các cái tấm thẻ. Đấy thì nó vừa giúp chúng ta đây, có thể cô thấy là vừa là một cái cách rèn luyện lại bài học, đúng không ạ? Nhưng mà đồng thời là vừa một là một cái cách mà có thể là gì đấy, củng cố lại cái bài học, đó là có một cái bài, cái câu hỏi phần luyện tập là kể lại một cái câu chuyện về một cái nhân vật thời Lý mà em yêu thích. Thế thì cho học sinh luyện tập kể về một cái câu chuyện đã học về Lý Công Uẩn để các bạn hình dung xem là à, cái cách kể chuyện về một cái nhân vật thì nó như thế nào. Thế ở đây thì các thầy các cô, tôi cũng nhận thấy một số cái comment rất là tích cực của các thầy các cô ở đây để chia sẻ quan điểm của thầy các cô về tiết học. Tôi nghĩ cái điều này, cái phản hồi này là rất là cần thiết để chúng ta có thể trao đổi. Tất nhiên chúng ta không hy vọng để tạo ra, để tìm ra một cái gì đấy gọi là nó là khuôn mẫu để chúng ta dựa vào như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể tham khảo. Ví dụ như tôi thấy có nhiều ý kiến của các thầy các cô nói rằng là cái bảng phụ của giáo viên nó dài, và vì như vậy trong một cái thời gian ngắn thì học sinh sẽ không hoàn thành được. Đấy. Thế thì ở đây ấy, thì thực ra ấy, trong cái phần bảng phụ thì cô giáo chỉ ghi có hai cái sự kiện rất là quan trọng thôi. Sự kiện thứ nhất đó là năm 1009 triều Lý được thành lập. Sự kiện thứ hai đó là năm 1010. Đấy. Là Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Đấy, nó chỉ có hai cái thông tin như vậy thôi. Nhưng bởi vì có thể bởi vì cái tiết học này các thầy các cô xem nó là trong 15 phút, đúng không ạ? Trong 15 phút đấy, thì các thầy các cô cảm thấy rằng là gì đây, cảm quan của mình là bảng phụ như thế là nó hơi nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ ghi có hai cái sự kiện mà nó cho thấy là gì, hai cái điểm rất là chính của nhà trị nhà Lý. Thứ một là nhà Lý thành lập, và thứ hai là nhà Lý rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Đấy thì tôi nghĩ rằng là có thể là cái bởi vì là một tiết dạy minh họa cho nên cái cách ghi nó có thể là cũng phải mẫu mực để các thầy các cô nhìn. Nhưng mà sau này ví dụ khi trong thực tiễn chẳng hạn, khi mà các thầy các cô ghi bảng thì các thầy các cô có thể gì đấy làm cho nó gọn gọn gàng hơn. Ví dụ như các thầy các cô làm đơn giản thôi là ví dụ 1000, ví dụ ghi gạch đầu dòng thứ nhất là 1009, đúng không ạ? Thành lập triều Lý, như vậy là có 5 chữ, đúng không? Sự kiện thứ hai là 1010 rời đô ra Đại La, ví dụ như vậy chẳng hạn.
đúng không? Thì ở đây cô giáo ghi rất là chuẩn chỉnh là gì đấy, à, năm 1009 Lý Công Uẩn sáng lập ra Triều Lý, đúng không? Ví dụ thế. Hay 1010 là rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Thế thì sau này ví dụ trong cái ghi bảng thì mình có thể, tôi nghĩ rằng là cái nội dung đấy mình có thể linh hoạt, nhưng mà cái cốt lõi là gì đấy, là gì đấy, mình cho học sinh nhớ được hai cái điểm, một là nhà Lý thành lập vào lúc nào, thứ hai là cái sự kiện rất là quan trọng khi mà nhà Lý mới lên ngôi, đấy là gì đấy, là rời đô từ Hoa Lư ra Đại La, và đấy cũng là hai cái công lao rất là lớn của Lý Công Uẩn. Thì qua một nhân vật chúng ta nói về một cái câu chuyện như vậy. Đấy thì tôi nghĩ rằng là cái bảng phụ thì các thầy các cô có thể linh hoạt. Và khi mà cái thầy các cô ghi cái bảng phụ này như vậy, đồng nghĩa với cái việc đấy là những cái nội dung mà học sinh cần phải cần ghi nhớ đấy là như vậy. Nên nhớ là nhà Lý thành lập vào khi nào, và thứ hai là nhà Lý đã rời đô từ Hoa Lư ra Đại La. Đấy, ví dụ như vậy thì đấy là hai cái điểm mình nhớ liên quan đến một câu hỏi mà các thầy các cô ở Ứng Hòa hay là ở thị xã Nghi Sơn có hỏi liên quan đến việc là học sinh ghi vào nội dung vào nào vào vở này, rồi là nhớ cái gì, đúng không? Đấy thì là có hai nội dung phải nhớ thôi, là thành lập Triều Lý, thứ hai là rời đô, vừa là hai cái sự kiện rất là quan trọng đối với vương Triều Lý, đối với lịch sử dân tộc, và cũng là hai công lao rất là lớn của Lý Công Uẩn đối với lịch sử dân tộc. Đấy là như vậy. Thế thì còn còn một số cái bình luận, ví dụ như là các thầy cô giáo ở thị xã Nghi Sơn cũng nói rằng là tiết dạy minh họa thì chúng ta thấy là cái trình độ nhận thức của học sinh nó tương đối đồng đều, cho nên là có thể ở những cái khu vực mà trong những cái điều kiện khác có thể nó không đạt được, nó không được đồng đều như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được, ví dụ như là trả lời có thể nó không nuột nà, không gọi là trau chuốt giống như các bạn học sinh ở trong tiết dạy minh họa, nhưng mà chắc chắn là với những cái câu hỏi mà các thầy các cô xử lý như vậy thì tôi nghĩ là các bạn ấy sẽ trả lời được thôi. Vấn đề là mức độ như thế nào và cái sự trau chuốt trong cái trả lời của các bạn ấy thôi. Tôi nghĩ là nó không phải khó đến mức là không làm, có thể nó không mượt mà giống như cái tiết này các thầy các cô dạy, đúng không ạ? Đấy thì đấy là một cái comment của các thầy các cô, hay là các thầy các cô Triệu Sơn cũng nói rằng là tiết dạy có vẻ như là không được logic. Thực ra thì là thực ra để quay được cái tiết dạy minh họa này thì là chúng tôi mất đến 4 tiếng. Tức là các thầy các cô hiểu rằng là mình sẽ không được dạy một cái tiết dạy gọi là 35 phút từ đầu như vậy. Cho nên các thầy các cô sẽ cảm giác là những cái kính kết nối giữa các cái mạch ấy, nó không được gì đấy, nó không được cái chuyển tiếp ấy, nó cảm giác như nó không được logic lắm. Đấy, nó không được logic lắm, bởi vì là thứ nhất là chúng tôi quay một cái tiết học 35 phút trong vòng 4 tiếng, và các thầy các cô biết rằng khi mà quay trong cái điều kiện là ví dụ như là mic nó không đồng bộ, ví dụ như là cô giáo nói sau đó lại phải cắt này, sau đó gọi học sinh nói, tức là cái điều kiện quay nó không được đồng bộ xuyên suốt như vậy thì là nó cũng làm cái không khí của lớp học nó cũng không được liền mạch, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để đảm bảo cho các thầy các cô xem một cái tiết dạy minh họa nó vừa vặn như vậy, cho nên chúng tôi chỉ xây dựng một cái video 15 phút thôi. Đấy, cho nên là từ một cái video 35 phút với một tất cả các cái tình tiết, tất cả các hoạt động như vậy thì là gì đấy ạ? Thì là gì đấy ạ? Thì là chúng tôi đã phải cắt đi rất là nhiều cái nội dung để đảm bảo cái thời lượng theo quy định của nhà xuất bản giáo dục. Nên khi các thầy các cô xem 15 phút đấy thì các thầy các cô cảm giác, tức là nó có hai cái lý do mà nó khiến cho các thầy các cô cảm giác như nó không được logic. Nhưng tôi nghĩ với cái kịch bản như vậy, nếu được dạy trong một cái tiết 35 phút và dạy từ đầu đến cuối thì có lẽ là cái không khí lớp học và cái tính liên kết giữa các cái hoạt động nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái video mà các thầy các cô đang xem. Đấy. Có một số cái ý kiến các thầy các cô hỏi là học sinh ghi vào vở như thế nào, thì các thầy các cô cũng biết rằng là thực ra ấy, đối với cái chương trình năm 20 chương trình mới này thì người ta cũng không nặng nề cái chuyện rằng là học sinh phải nhất nhất ghi được bao nhiêu câu bao nhiêu chữ vào đấy. Thế cho nên là cái việc ghi bảng hay không, bắt học yêu cầu học sinh ghi bài hay không ghi bài thì nó cũng chúng ta cũng rất là linh hoạt, mặc dù về nguyên tắc thì là gì đấy, chúng ta vẫn nói rằng là học sinh cần phải ghi lại những cái nội dung chính để có thể gì đấy ghi nhớ bài học. Thế cho nên là cái việc mà các thầy các cô cho học sinh ghi như thế nào ấy thì gì đấy ạ, nó tùy vào các thầy các cô. Đấy. Tôi nói như thế thì nhiều thầy cô sẽ nói rằng là nếu mà cô nói như thế nó chung quá, đúng không? Thì em biết cho ghi gì, trong sách cũ nó còn có một cái phần đóng khung để học sinh ghi nhớ, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà gì đấy ạ? Nhưng mà các thầy các cô ghi cái gì? Ghi là ghi những cái nội dung để giúp học sinh có thể trả lời những câu hỏi liên quan đến yêu cầu cần đạt. Đấy, liên quan đến yêu cầu cần đạt. Cho nên nó sẽ không có một cái mẫu số chung nào cho việc là bài này phải ghi ngần này từ ngần này câu cả.
Đấy. Ví dụ như là chẳng hạn trong cái bài này nó có một yêu cầu rất là quan trọng là trình bày được nét chính về lịch sử của Việt Nam thời Lý, đúng không? Đấy thì mình thấy rằng là thời Lý thì nó có cái gì? Nó có cái sự thành lập của nó này, nó có rời đô, sau này có kháng chiến chống Tống này, đúng không? Sau này có xây dựng đất nước, phát triển văn hóa, ví dụ như vậy. Thì mình tùy vào cái yêu cầu cần đạt, mình cảm thấy cái nào là cốt lõi thì mình cho học sinh ghi, thì học sinh gì đấy nhớ. Và có một số các thầy cô comment ở đây rằng là vậy học sinh không cần ghi vở, mà ghi nội dung ở vở hay không cần, mà chỉ cần nêu nội dung là được. Đấy thì các thầy cô biết rằng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta ấy, là mục tiêu bài học cần đạt được. Cái việc học sinh ghi vào vở hay không ấy, tôi nói về mặt quản lý nhà nước thì không nói nhé, nhưng cái việc học sinh ghi vào vở hay không ghi vào vở nó không phải là một cái nghi thức nó để đánh giá là mục tiêu của tiết học đấy có đạt được hay không, đúng không ạ? Đấy, không phải là học sinh không ghi vào vở có nghĩa là tiết học đấy không đạt được, mà không có nghĩa rằng là tất cả 100% học sinh đều ghi vào vở như cô giáo ghi có nghĩa là tiết học đấy đạt được. Mà quan trọng hơn là gì, sau cái tiết học đấy mình đặt những câu hỏi mà nó gắn với cái yêu cầu cần đạt đấy, đúng không, mà học sinh trả lời được thì có nghĩa là mục tiêu của tiết học đạt được. Thế cho nên là cái việc ghi bài vào vở ấy nó cũng rất là flexible, tức là nó rất là linh hoạt với các thầy các cô ạ. Đấy, nên là mình cái này mình linh hoạt nhé. Đấy, còn tất nhiên là gì, như tôi nói là bởi vì nó là một cái tiết dạy minh họa cho đại trà, và theo cái nguyên tắc chung ấy, hiện nay chúng ta cũng vẫn gì đấy, vẫn chỉ đạo chung là học sinh cần phải gì đấy, cần phải ghi bài và vở vân đấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đích đến cuối cùng của chương trình này ấy, là sau khi học sinh học như thế, học sinh sẽ gì đấy có đạt được cái mục tiêu của bài học hay không quan trọng hơn nhiều so với việc là học sinh ghi đến những cái gì ở trong bài, tôi nghĩ như vậy. Nhưng cái này mình cũng quan niệm nó gọi là linh hoạt thôi các thầy các cô nhé. Còn linh hoạt trong khi mình dạy ở điều kiện bình thường, không dự giờ, không đánh giá gì cả, nhưng trong một cái tiết dạy gọi là mẫu này, trong một cái tiết dạy gọi là dự thi, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái thủ tục về hành chính chúng ta phải đáp ứng, đúng không? Đấy, nhưng mà mình có thể flexible trong cái điều kiện khi mình dạy học thì mình không tạo cái áp lực quá lớn cho học sinh như vậy. Đấy, đấy thì là như vậy. Thì có một cái câu hỏi các thầy các cô hỏi rằng là có phải dạy nội dung lịch sử và địa lý địa phương không, thì thưa các thầy các cô là không ấy các thầy các cô nhé. Chương trình này các thầy các cô chỉ làm đúng theo cái gì đấy, một là cái khung chương trình ở trong cái chương trình lịch sử và địa lý của cấp tiểu học, thứ hai là các cái hệ thống bài học của cái sách giáo khoa mà các thầy cần thầy cô sử dụng. Ví dụ các thầy cô đang sử dụng kết nối thì các thầy các cô theo đúng hệ thống bài học như vậy. Có một số thầy cô sẽ thắc mắc nói về, tức là vì sao các thầy cô hỏi câu này, đúng không? Bởi vì các thầy các cô thấy là ở lớp 4 mình có một cái bài đầu tiên là bài lịch sử và địa lý của địa phương mà, đúng không? Đấy, thế thì nhưng mà cái lịch sử địa lý địa phương đấy thì như tôi nói là nó để đảm bảo cái logic của chương trình đấy thôi, chứ không phải là vì bắt buộc phải dạy lịch sử địa lý địa phương đâu. Mà cái logic chương trình là tiếp cận một cái không gian là gì đấy, mở rộng dần không gian cho học sinh từ gần đến xa, cho nên bài đầu tiên các bạn ấy phải học về chính quê hương của các bạn ấy. Đấy, thế còn chúng ta biết rằng là nội dung lịch sử và địa lý của địa phương nó có hẳn một cái, không phải là một môn học mà có hẳn một cái tài liệu được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm rồi. Đấy là tài liệu giáo dục địa phương, ở đó có lịch sử, văn hóa, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, xã hội, chính trị, môi trường. Nên là lớp 5 này mình hoàn toàn mình không có dạy cái gì về lịch sử và địa lý địa phương các thầy các cô nhé. Mình cũng không phải tích hợp giáo dục địa phương vào đây đâu, bởi vì là nếu nó có cơ hội tích hợp thì mình tích hợp, còn nếu không có cơ hội thì các thầy các cô cho hết nó vào trải nghiệm, bởi vì quy định trong chương trình tổng thể nó là thế mà, đúng không? Vâng, một số thầy cô ở trường Sao Mai thì có nói rằng là cho xem thêm một thiết minh họa có yếu tố kể chuyện. Thì thưa các thầy các cô là trong một cái điều kiện hạn hẹp thì chúng tôi chỉ có thể xây dựng được một cái tiết dạy minh họa thôi. Đấy, và trong cái tiết dạy này thì thực ra chúng tôi đã cố gắng để lồng cái cách các thầy các cô khai thác một cái câu chuyện lịch sử như thế nào để dạy những cái tri thức lịch sử ở đấy. Và sau đó thì là gì đấy, chúng ta có xây dựng một cái kỹ năng cho học sinh kể một cái câu chuyện lịch sử như thế nào, và thông qua câu chuyện lịch sử đấy thì có những cái thông điệp lịch sử như thế nào. Ví dụ như là khi mà học sinh kể xong cái câu chuyện về Lý Công Uẩn nhá, đấy thì đầu tiên là các con ấy phải nốt được những, tức là các con phải ghi vào các cái thẻ đấy là những cái nội dung, tức là những cái nét chính nhất về cái nhân vật Lý Công Uẩn đấy, thông qua cái việc các bạn nghiên cứu cái câu chuyện đấy. Mỗi bạn có thể làm một cái tấm thẻ như thế, sau đó các bạn ấy đưa cái tấm thẻ đấy lên và sau đó kể chuyện. Khi các bạn ấy kể chuyện xong thì như tôi nói là đằng sau mỗi một câu chuyện lịch sử nó luôn luôn có những cái thông điệp lịch sử, chứ không phải chúng ta kể chuyện không. Cho nên là khi sau khi các bạn kể chuyện xong thì cô giáo có chốt lại một câu là như vậy, là thông qua câu chuyện này là chúng ta thấy được hai công lao rất là to lớn của Lý Công Uẩn đối với lịch sử dân tộc, đó là sáng lập ra triều Lý và
rời đô ra thành Đại La đấy, ví dụ như thế đấy. Thì bởi vì là rất là tiếc, bởi vì trong cái điều kiện hạn hẹp thì chúng tôi chỉ có được một cái tiết dạy minh họa rất là nhỏ bé như vậy thôi. Thì tôi hy vọng là sau này những cái thực tiễn của các thầy các cô trong các tiết học sẽ làm ta nó trở nên, tức là nó sẽ là những cái tham khảo cho chúng ta, nhưng mà chắc là chúng ta phải cần một thời gian, đúng không? Và hy vọng một dịp nào đó chúng ta gặp lại nhau thì chúng ta sẽ có nhiều cái thực tiễn hơn nữa về cái việc là gì đấy, dạy học sử dụng câu chuyện trong dạy học lịch sử như thế nào cho nó hiệu quả đấy. Hoặc là chúng ta có thể thảo luận ở trong một cái dịp nào khác mà chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, đúng không ạ? Vâng, đấy có một cái. Vâng, đường link của video dạy mẫu thì chắc chắn là các bạn nhà xuất bản các bạn sẽ gửi cho các thầy các cô vào hộp chat của phòng Zoom này để các thầy các cô tham khảo. Tất cả những cái tài liệu tập huấn này nó có trên trong các hành trang số ấy, và cái đường link mà gửi cho các thầy các cô đấy, kể cả cái phân phối chương trình nhé các thầy các cô nhé. Đấy, hay là tài liệu tập huấn thì đấy, mọi người gửi rồi nên các thầy các cô có thể tham khảo nhé. Đấy, thì cả kế hoạch bài dạy là rất nhiều thứ ở trên này, thì mình nên tham khảo cái học liệu này để hỗ trợ mình mà. Đấy, mình tham khảo nhé. Đấy, thì còn có rất là nhiều cái, có những cái các thầy các cô cũng có bình luận rằng là cái tiết dạy này, cái phần tiếng ấy nó không tốt. Cái phần tiếng của cô giáo không quay là bị lỗi các thầy các cô ạ. Nhưng mà sau này vì quay xong rồi nó không có khắc phục lại nữa, cho nên các thầy các cô cũng chia sẻ với lại nhóm tác giả với nhà xuất bản trong cái phần video này ạ. Vâng. Và rất là cảm ơn các thầy các cô đã có những cái phản hồi để chúng ta có thể để trao đổi với nhau, để có thể làm rõ hơn những cái vấn đề mà chúng ta còn băn khoăn ở đây. Tôi nghĩ như vậy. Những cái phản hồi đó rất là quan trọng, và những cái tương tác của các thầy các cô rất là quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi bởi vì những cái đó là cái rất là quan trọng để chúng tôi biết rằng là cái việc mà các thầy các cô sử dụng sách của chúng tôi có hiệu quả như thế nào. Vâng ạ. Có một cái câu hỏi cuối cùng là ở các thầy các cô ở phòng giáo dục Ứng Hòa có hỏi rằng là học sinh làm bài tập khi nào. Cái này nó cũng linh hoạt như các thầy các cô nhé. Ví dụ như cái phần cả một cái, mỗi một cái bài học ở trong sách này thì thường ấy là những cái bài tập ở phần luyện tập nhé, thì thông thường ấy là các thầy các cô sẽ thấy là khi mà mình củng cố ở mỗi một tiết học, chắc chắn nhiều ít các thầy các cô cũng sẽ sử dụng những câu hỏi ở phần luyện tập này rồi. Và vì như vậy cho nên chúng ta cũng không nên làm nặng nề cho học sinh, yêu cầu học sinh phải gì đây, phải làm bài tập vào vở vân vân như thế, không nặng nề cái chuyện đấy. Bởi vì là ví dụ như trong bài vừa rồi chẳng hạn, trong cái tiết học vừa rồi chỉ trong một tiết thôi nhé, thì cô giáo ấy, trong cái phần luyện tập ấy, cô giáo đã cho học sinh kể lại một câu, cái câu chuyện về nhân vật Lý Công Uẩn, chính là chúng ta đã trả lời được câu hỏi số 2 ở đây rồi, đúng không? Là kể chuyện về một nhân vật thời Lý mà anh yêu thích rồi. Đấy. Đấy, thì ý là mình đừng nặng nề cái chuyện rằng là cho học sinh làm bài, cái phần luyện tập mình cố gắng mình tận dụng để mình sử dụng ở trong các cái tiết học của mình để mình củng cố cho học sinh, và mình bổ sung thêm cái phần củng cố này cho nó phong phú hơn. Đấy là một. Cái thứ hai là ở cái phần vận dụng ấy, thì thường ấy, mỗi một cái phần vận dụng này, mỗi một cái bài học chúng tôi chỉ đưa ra một cái nhiệm vụ vận dụng thôi các thầy các cô ạ. Thế thì cái nhiệm vụ vận dụng này thì mình cũng rất là linh hoạt thôi. Tất nhiên mình vẫn giao bài tập cho các con về nhà làm. Thế nhưng mà một là nếu mà buổi sau các thầy các cô có điều kiện, các thầy các cô có thể cho các con chia sẻ, đúng không? Hai là các thầy các cô cho các con làm thành một cái hồ sơ học tập, đúng không? Để sau này ví dụ như khi mà mỗi một bài như vậy mình có một cái nhiệm vụ các con làm như vậy, mình ghim lại thành một cái hồ sơ học tập. Và ví dụ đến cuối kỳ thì thay vì việc là mình kiểm tra một tiết cuối kỳ của các con chẳng hạn, thì mình dùng cái hồ sơ học tập đấy mình chấm làm điểm cuối kỳ cho các con. Đấy, thì nó cũng là một hình thức các thầy các cô ạ. Thế cho nên là cái việc là làm bài tập của học sinh mình rất là linh hoạt và cố gắng thế này, mình đừng làm cho mọi thứ nó trở nên nặng nề với các con. Đấy, mình làm thế nào đấy mình lồng ghép được vào trong quá trình mình dạy học để cho các con vừa đồng hành với mình này và vừa không cảm thấy là nặng nề nhiều bài tập quá, để cho cái môn học nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó cũng cảm thấy hứng thú với các con. Tôi nghĩ là tinh thần là như vậy các thầy các cô ạ. Đấy, thì mình cũng không nặng nề quá, kể cả vâng ạ, một số cái comment là các thầy các cô nói rằng hướng dẫn cách ra đề kiểm tra, tôi cũng nói từ đầu rồi, tức là trong một cái buổi tập huấn rất là khiêm tốn về mặt thời gian như thế này thì cũng không có nhiều cơ hội để hướng dẫn các thầy các cô, nhưng mà tôi hy vọng rằng là có thể gặp lại các thầy các cô ở đâu đó, có một cơ hội nào đấy thì tôi có thể chia sẻ với các thầy các cô về cái ma trận đề và cái cách các thầy các cô ra câu hỏi để làm cái ma trận đề đấy như thế nào. Thì hẹn các thầy các cô vào một cái dịp mà cần nhất, đúng không? Và thì cái buổi tập huấn, thời gian của buổi tập huấn ngày hôm nay thì cũng hòm hòm rồi, đúng không các thầy các cô? Đấy, vâng ạ. Thế thì hy vọng là có thể với những cái
Cái chia sẻ như vậy thì có thể hỗ trợ một phần nào các thầy các cô trong quá trình các thầy các cô thực hiện cái sách này. À, tôi nghĩ rằng là nhiều năm sau thì chúng ta gặp lại nhau thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những tiết dạy rất là hay về về cái sách này. Còn tất nhiên năm đầu thì chúng ta cũng từng bước, nhưng mà tôi tin là với cái việc mà năm nay nhà xuất bản hỗ trợ thêm các thầy các cô về cái kế hoạch bài dạy và chia sẻ miễn phí thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều các thầy các cô, nên các thầy các cô có thể tận dụng cái đó để các thầy các cô sáng tạo trên cái cơ sở đó để dạy học cho nó hiệu quả. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn các thầy các cô ạ, và kính chúc các thầy các cô thật là nhiều sức khỏe và giữ ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp giáo dục của chúng ta, đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các thầy các cô ạ. Vâng. Xin chào tạm biệt các thầy các cô. Vâng.